Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. chương 1321, trong mắt người nhảy vọt quang mang là không dựng không dục người tin mừng. Trong mắt như vậy hữu dụng, cuộc sống của mọi người bên trong căn bản không thể rời bỏ hắn, vì cái gì Tổng là muốn chụp hắn chơi. Trừ đi trong mắt phía sau nàng muốn làm gì, hoặc là tới nói, phụ thân vân tước tử tiền bối cửu u đại lão muốn làm gì. Không phải là muốn đem, nho ra thánh nhân chi nhãn, cho lắp đặt đi. Tống Thư Hàng cũng liền nghĩ như vậy. Huyền nữ môn vân tước tử đã đem bản thân cố con mắt quang ra, lại đem mới đến tay, nho ra thánh nhân chi nhãn, hướng mắt trái của chính mình vành mắt bên trong bịt lại. Như thế, người đem ta nuốt mất một bộ phận, liền trở lại. Huyền nữ môn vân tước tử thấp giọng nói. Mà nàng trước đó bị trừ đi vân tước tử chi nhãn, đúng lúc rơi xuống Tống Thư Hàng bên người, bị Tống Thư Hàng tiện tay tiếp được nguyên bản xích hồng sắc ánh mắt tại tiếp xúc đến tống thư hàng bàn tay thời điểm, xích hồng sắc rút đi, khôi phục vì xanh lam chi sắc. Sau đó, tại con mắt mặt ngoài có tầng một tinh thể lăng không hiển hiện, đem màu xanh lam con mắt biến thành một khỏa màu lam tinh toàn. Mất đi nho ra thánh nhân chi nhãn phía sau tống thư hàng lại lấy được mới tròng mắt huyền nữ môn vân tước tử chi nhãn. Tống thư hàng trong lòng phun lên một loại bất an cảm giác. Gần nhất hắn gặp gỡ các loại tròng mắt liền không có gặp gỡ qua chuyện tốt, vân tước tử chi nhãn sẽ không cũng phải chế tạo a à. Cảm thấy, ta cảm thấy bản thân đang khôi phục. Ha 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 ha, huyền nữ môn vân tước tử bưng bít lấy mắt trái của chính mình, cười to lên. Đại lão che mắt ngửa đầu cười to tư thế đặc biệt xuất khí, để cho người ta không khỏi muốn tạm dừng học tập một phen. Sau khi cười to, huyền nữ môn vân tước tử buông ra che mắt tay trái, tại nàng mắt trái chỗ có máu tươi hướng xuống nhỏ xuống máu tươi tại nhỏ xuống đồng thời lại hướng lên bồng bình, chống không tan biến mất biến mất không thấy gì nữa. Vân tước tử thấp giọng nói, mang thai ngưng thị, thật là khiến người ta hoài niệm pháp thuật, bất quá pháp thuật này cũng không phải một đối một sử dụng, pháp thuật này là quần thể pháp thuật. Audio điện tử võ tấn bền Tống thư hàng, cáp, ngọa thảo, có loại dự cảm không ổn. Cái gọi là quần thể pháp thuật, quần thể phạm vi lớn bao nhiêu. Quả nhiên, sau một khắc huyền nữ môn vân tước tử ngẩng đầu liếc nhìn, toàn bộ cho ta mang thai đi. Tại mắt trái của nàng vành mắt bên trong, thánh nhân chi nhãn bộc phát ra kinh khủng, chính khí, đồng thời giữa thiên địa, chính khí, toàn bộ hướng phía con mắt này ngưng tụ. Đi mau, tống thư hàng kêu lên. Bên cạnh hắn phong kiều tử, siêu, một chút hướng nơi xa bỏ chạy, tống thư hàng mở ra hạch tâm thế giới, chuẩn bị trốn vào trong đó. Đúng lúc này, a a a a, Vân tước tử hét thảm lên, nàng che mắt, ngồi xuống cuộn thành một đoàn, đồng thời, nàng tay phải gắt gao ôm đầu, khóc giống lên. Đau quá đau quá đau quá. Khóc khóc, vân tước tử tiền bối đột nhiên lại ôm đầu, bắt đầu lăn lộn đầy đất. Lấy tống thư hàng vì tọa độ đối ứng, nàng thật nhanh từ trái lăn đến phải, một mực lăn ra 100 mét xa. Sau đó, lại từ phải lăn đến trái, phi tốc chạy trở về nguyên địa, lòng vòng như vậy, lăn qua lăn lại. Có chút băng, nhưng lại có chút manh. Mà bất kể là tam thập tam thú thần tông, chiến hạm vẫn là thần minh trận doanh, thành viên, toàn bộ rất xa né tránh. Lăn lộn bên trong vân tước tử mặc dù manh, nhưng tuyệt đối là đại sát khí. Nếu là bị nàng đụng chúng, nói không chừng sẽ bị đụng thịt nát xương tan. Tống thư hàng vô ý thức xoa cầm suy tư màn này tốt nhìn quen mắt. Tết Trung Thu một đêm kia, tại thông nương xuất sinh chi địa, vân tước tử tiền bối bá khí ra sân đuổi bắt thạch cự nhân phía sau đột nhiên cũng giống như bây giờ lăn lộn đầy đất lăn lông lốc vài vòng phía sau đột nhiên vân tước tử đứng lên mắt trái chừng mắt về phía tống thư hàng tống thư hàng không tránh kịp không tốt là mang thai ngưng thị tống thư hàng trong lòng giật mình cảm giác bụng dưới một trận phát nhiệt chướng đau vọng thiên ta làm gì không sớm một chút về hạch tâm thế giới không phải tại ngốc tại chỗ xem kịch làm gì Nha buổi sáng tốt lành, bá tống đạo Hữu muốn tính một quẻ sao, vân tước tử mở chừng hai mắt nói. Ở sau lưng nàng, chất lỏng quả cầu kim loại hình chiếu đi ra hư ảnh, còn tại lăn lộn đầy đất. Không phải mang thai ngưng thị, là bình thường ánh mắt đối mặt. Vân tước tử tiền bối, người khôi phục rồi, tống thư hàng mừng rỡ hỏi. Vân tước tử tiền bối khôi phục lời nói, vậy hắn nhiệm vụ liền hoàn thành. Nho ra thánh nhân chi nhãn, cũng coi là gặp qua chân chính vân tước tử. Nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn. Không biết chuyện gì xảy ra, ta đột nhiên liền khôi phục ý thức. Bất quá loại trạng thái này khẳng định tiếp tục không được bao lâu, cái này về thật là chơi thoát. Tốt kích thích, đang khi nói chuyện, nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mắt trái của chính mình vị trí, cái này mắt trái, cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác. Đó là nho ra thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng giải thích nói. Thánh nhân con mắt, nha, là hắn a trước mấy thời gian khôi phục một chút ký ức cuối cùng nhớ ra hắn khó trách loại cảm giác này rất quen thuộc vân tước tử gõ gõ đầu của mình nàng nói đoạn trước thời gian chính là bị cửu ưu đại lão bắt đi làm vật thí nghiệm đoạn thời gian kia bởi vì bị kích thích nàng khôi phục không ít nguyên bản bị hắc vân tước thu về ký ức thánh nhân mãi cho đến thời điểm chết còn muốn lấy gặp lại ngươi một lần tống thư hàng tận tụy nói tạo hóa tiên tử tiến hắn đến chiến trường nho gia thánh nhân chi nhãn tự chủ tung ra vì chính là lại gặp vân tước tử một mặt hắn đã quyết định phải hoàn thành thánh nhân tâm nguyện lúc này đương nhiên muốn giải thích một chút vân tước tử nghe vậy trầm mặc một lát thở dài ta rời đi hắn thời điểm hắn lông còn chưa mọc đủ hắn đây coi như là yêu sớm sao tống thư hàng nho gia thánh nhân bị hình dung là lông còn chưa mọc đủ loại cảm giác này thật quỷ dị mà lại ta đã nói với hắn Hắn không phải người ta muốn tìm, cho nên ta mới có thể rời đi, đi tìm người ta muốn tìm." Vân Tước Tử nói. Nguyên lai còn có dạng này nội dung cốt truyện, khó trách nhau ra thánh nhân trấn áp chư thiên vạn giới, treo lên đánh thiên hạ hết thảy không ăn vào phía sau nhưng không có lại đi tìm kiếm Vân Tước Tử rõ ràng lấy thực lực của hắn, muốn tìm đến Vân Tước Tử cũng không khó khăn. Vân Tước Tử tiền bối, người ngươi muốn tìm là ai?" Tống thư hàng hiếu kỳ hỏi. "Ta không biết." vân tước tử lắc đầu tống thư hàng tiền bối người đang đùa ta sao vậy ngươi người muốn tìm là nam hay nữ có cái gì đặc thù là nam hay là nữ ta cũng không biết vân tước tử lắc đầu sau đó nói nhưng là nàng hoặc là hắn nhất định là cái rất thú vị người không giống bình thường ưa thích làm một số người khác không thể nào hiểu được sự tình hắn hoặc là nàng hẳn là một cái người thiện lương tu vi không nhất định rất cao nhưng ở trên việc tu luyện nhất định sẽ rất có thiên phú mà lại nhất định rất có mục tiêu. Vân Tước Tử giảng đến nơi đây lúc, xinh đẹp mắt phải màu xanh lam cùng mắt trái màu đen, rất vui vẻ híp lại. Tống thư hàng nghe, theo bản năng đem Vân Tước Tử tiền bối, miêu tả người và bản thân đối ứng một chút. Sau đó hắn cười nói, mặc dù ta không quá thú vị, bất quá ta hẳn là một cái bình thường thiện lương người. Tu vi của ta không cao, nhưng ở trên việc tu luyện có vẻ như thiên phú. Ân, ta về mặt tu luyện vận khí không tệ. Vận khí cũng là thiên phú một bộ phận. Cho nên, Vân Tước Tử tiền bối, người ngươi muốn tìm là ta không? Không, không phải ngươi." Vân Tước Tử lắc đầu nói, "Cho nên, muốn tới một quẻ không? Ta cảm giác ngươi mi tâm đen phát sáng, gần nhất ngươi phải xui xẻo a." À? Vân Tước Tử tiền bối, ngoại trừ mi tâm đen phát sáng cái đề tài này, chúng ta có thể hay không trò chuyện điểm khác?" Tống thư hàng cười khổ nói. "Nhưng ta gạt người xem bói liền sẽ một câu như vậy." Vân Tước Tử thành khẩn nói: "Tống thư hàng, tốt a, ta nhìn kỹ một chút, mi tâm của ngươi mặc dù có chút biến thành màu đen, càng nhiều hơn là nhất đạo tài vận, gần nhất ngươi muốn phát đại tài. Chỉ là phát tài thời điểm ngươi phải cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đạt được to lớn tài phú trong nháy mắt đó là nguy hiểm nhất thời điểm." Vân Tước Tử chân thành nói. Tống thư hàng sờ lên mi tâm của mình lại nói: hắn hiện tại là hình chiếu chi thân cũng có thể nhìn thấy mi tâm biến thành màu đen. Mặt khác, nói lên phát tài cùng nguy hiểm tính mạng, hắn liền nhớ lại bản thân muốn cùng bạch tiền bối đi vũ trụ, đào quáng, sự. Cùng bạch tiền bối đào bảo nhất định sẽ phát tài, nguy hiểm khẳng định cũng cùng vận khí thành có quan hệ trực tiếp. Ta hiểu được, ta sẽ cẩn thận, tạ ơn vân tước tử tiền bối, tống thư hàng nói. Mặt khác, giúp ta mang câu nói cho tam lãng tiểu hữu Vân Tước Tử nói: "Tống thư hàng trong lòng hơi động. Vân Tước Tử lúc này còn nâng lên cuồng đao Tam Lãng. Chẳng lẽ Tam Lãng tiền bối là Vân Tước Tử muốn tìm người?" Một tháng trước ta cùng hắn hẹn xong, muốn đi chỗ của hắn chơi một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ nhìn tới, trong thời gian ngắn ta muốn thất ước." Vân Tước Tử nói. "Không có vấn đề, Tam Lãng tiền bối hẳn là có thể nghe được, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói." Tống thư hàng nói. Ta cảm giác ý thức lại bắt đầu mơ hồ, chỉ sợ không có nhiều thời gian. Huyền nữ Môn Vân Tước Tử đưa tay xoa mi tâm của mình. Ở sau lưng nàng, hóa lỏng quả cầu kim loại hình chiếu dần dần bình ổn lại, không còn đến về lăn lộn, chờ nó khôi phục sau khẳng định phải lần nữa áp chế Vân Tước Tử ý thức. Tại cuối cùng, ta còn có một câu muốn nói, chơi thoát sau tốt kích thích, 100 năm sau ta Vân Tước Tử sẽ còn trở lại. Nàng lớn tiếng kêu lên. Sau đó, tại ý thức bị áp chế trước, Nàng làm một chuyện cuối cùng. Vân Tước tử thân thể nguyên địa xoay tròn vòng, mắt trái nhau ra thánh nhân chi nhãn mang thai ngưng thị mãnh liệt bắn ra ngoài. Tại trong tay nàng, mang thai ngưng thị không phải một nói thẳng tắp, mà là linh hoạt như rắn, nhanh như thiểm điện. 3. Mang thai ngưng thị rơi vào một vị thần minh trên thân, sau đó hắn liền như là một nói mắt xích như thiểm điện, bắn ra đi. 33333 Mang thai ngưng thị quang mang không ngừng trên chiến trường xuyên thẳng qua, hắn mỗi một lần lấp lóe liền sẽ cho một tôn, thần minh đưa lên mang thai chúc phúc. Mang thai ngưng thị nhảy vào tốc độ quá nhanh, nhanh đến tống thư hàng con mắt đều phản ứng không kịp. Ở trong mắt tống thư hàng, mang thai ngưng thị thành một chương lưới ánh sáng, đem ở đây hơn phân nửa thần minh đều đính vào trong lưới. Sau một khắc, trong chiến trường nhiều hơn phân nửa thần minh vô luận nam nữ vẫn là trung tính, toàn bộ kêu thảm một tiếng phần bụng cao cao nổi lên, 10 giây 10 tháng hoài thai. Đáng chết, không ai làm rơi bá tống huyền thánh à. a à à, à à muốn sinh, muốn sinh. Thật thống khổ, phía dưới muốn nứt mở. Mẹ, ta yêu ngươi, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Cuối cùng một tiếng hét thảm không phải hoài thai thống khổ, sinh nở nỗi khổ, mà là đang giao chiến bên trong tam thập tam thú thần tông cường giả, vô tình đem trùy nện ở thần minh trên đầu, đem hắn đầu nện dẹp. Chương 1322, các đại lão sân khấu. Cơ hội tốt, bên trên đem những này ngụy thần một mẻ hốt gọn. Trước giết chết những này bụng lớn. Hiệp đáp phụ nữ có thai, luôn cảm giác có chút cảm giác là lạ. Mở to hai mắt thấy rõ ràng, trong địch nhân đại bộ phận đều không phải là phụ nữ có thai, là đàn ông có thai. Đàn ông có thai cùng phụ nữ có thai là khác biệt phẩm loại, một mực giết chết. Nếu như phụ nữ có thai các ngươi không hạ thủ được, liền giao cho ta, ngụy thần phải chết. Ta tam thập tam thú thần tông đại thù hôm nay đến báo. sát sát sát, đừng cho bọn hắn trốn. Tam thập tam thú thần tông một phương sĩ khí tăng vọt, chàng diện nóng nảy mà thần minh một phương, bởi vì hơn phân nửa số lượng tiến vào mang thai sinh nở hình thức, sức chiến đấu đại giảm, chiến cuộc một mảnh tan tác. chiến hạm chủ lực bên trong cầm cung lão giả sờ lấy sợi dâu khẽ cười nói, lần này vây quét có thể thuận lợi cầm xuống ngụy thần, bá tống đạo hữu không thể bỏ qua công lao. Chờ chiến đấu kết thúc quét dọn chiến trường, chiến lợi phẩm bá tống đạo hữu muốn chiếm một phần đầu to. Bá tống đạo hữu thật là cường lực ngoại viện vậy. Ngay từ đầu theo tam thập tam thú thần tông kế hoạch, muốn giết chết nhóm này, thần minh, khẳng định phải nỗ lực rất lớn hy sinh, bọn hắn đang hành động trước đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Cuộc chiến báo thù này, Tam thập tam thú thần tông thành viên nguyện ý ném đầu, vẩy nhiệt huyết. Không nghĩ tới Bá Tống đạo hữu vào cuộc phía sau lấy lực lượng một người, trực tiếp để thần minh trong trận doanh hơn phân nửa cao thủ mất đi chiến lực. Chỉ cần thần minh một phương không có cách nào giải trừ, mang thai bí thuật bọn hắn nhất định phải chết. Đại cục đã định. Một bên khác, phân tước tử đang thi triển, quần thể mang thai ngưng thị, phía sau tinh lực tiêu hao không sai biệt lắm. Bá Tống đạo hữu ta đoán chừng muốn áp chế không nổi cái kia cửu u tà ác ý thức, chúng ta lần sau hữu duyên tái kiến. Quyền nữ môn vân tước tử đối tống thư hàng phất phất tay, sau đó, nàng thân hình hướng nơi xa lao đi. Tại, thể lỏng quả cầu kim loại, một lần nữa khống chế thân thể của nàng trước đó, nàng nghĩ hết lượng rời xa nơi đây. Miễn cho thể lỏng quả cầu kim loại khống chế thân thể phía sau cho chung quanh mang đến tai nạn. Vân tước tử một bên lao nhanh, vừa hướng tống thư hàng kêu lên, bá tống đạo hiếu, người cũng nhanh lên rời đi đi vạn nhất cái kia cửu u tà ác ý thức khôi phục quyền khống chế phía sau quay đầu tìm ngươi phiền phức sẽ không hay điểm ấy không thể không phòng tống thư hàng nhẹ gật đầu trả lời vân tước tử tiền bối không cần lo lắng ta ở chỗ này chỉ là một bộ năng lượng hình chiếu sẽ không xảy ra chuyện như thế tốt lắm nếu có duyên chúng ta lần sau gặp lại suốt lời vân tước tử thân hình bay trốn đi biến mất không thấy gì nữa vân tước tử tiền bối đi xa phía sau tống thư hàng trong tay nắm vân tước tử chi nhãn ngầm thở dài thánh nhân chi nhãn bị vân tước tử tiền bối mang đi nói thật thánh nhân chi nhãn chừng ai ai mang thai năng lực quả thực là bắc là một kiện diệu vật đáng tiếc trong tay hắn cũng còn không có che nóng liền không có hiện tại trong tay cái này vân tước tử chi nhãn không biết có cái gì hiệu quả cái này con mắt vẫn là giao cho cuồng đao tam lãng tiền bối đi Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đem cái này màu lam kim cương, vân tức tử chi nhãn, tổn nhập hạch tâm thế giới. Sau đó, hắn đối, phong kiều tử, truyền âm nhập mật, phong kiều tử đạo hiếu, ta mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, tiếp xuống ta muốn đi trước một bước. Chúc các ngươi đại thắng mà về. Ba Tống Đạo Hiếu, trận chiến này ngươi không thể bỏ qua công lao. Đại trưởng lão nói qua, trận chiến này sau khi kết thúc, quét dọn chiến trường hoàn tất, chiến lợi phẩm bên trong ngươi muốn phân đầu to. Người có gì cần đồ vật sao? Phong Kiều Tử nói. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, nói ta cần luyện chế, 33 tổ hợp pháp khí, vật liệu, nếu như là bát phẩm trở lên cấp bậc liền không thể tốt hơn. Ta hiện tại đã gom góp cá voi, rùa, chó, thỏ, nghiêu, tường, ngựa cùng dê, vật liệu, nếu như các người quét dọn chiến trường phát hiện cái khác thích hợp vật liệu, có thể lưu cho ta một phần. Không, lưu hai phần, mỗi dạng vật liệu lưu cho ta hai phần. Không có vấn đề, nếu có thích hợp bát phẩm vật liệu, ta cho bá tống đạo hữu giữ lại." Phong Kiều Tử trả lời. Vừa nói xong, hắn đột nhiên trong lòng hơi động. "Nhật, bá tống đạo hữu mới vừa nói cái gì? Bát phẩm cấp luyện chế 33 tổ hợp pháp khí, vật liệu. Bá Tống Huyền Thánh muốn làm gì? Luyện chế một bộ bát phẩm vật liệu, tạo thành 33 tổ hợp pháp khí. Muốn cho ai dùng? Bá Tống Huyền Thánh đã bát phẩm, đã không cách nào đem 33 pháp khí tổ hợp chẳng lẽ là muốn cho đệ tử của hắn chuẩn bị. Có như thế một cái sư phụ thật sự là quá hạnh phúc. Đúng rồi, nếu như các người có có thể luyện chế bát phẩm tài liệu luyện khí sư, cũng cho ta đề cử mấy cái. Tống Thư Hàng lại bổ sung. Hắn cảm giác lục tu tiên tử một người chế tạo pháp khí rất vất vả, nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn tìm mấy cái luyện khí sư cho lục tu tiên tử giảm bớt áp lực nén. Tối thiểu nhất cho lục tu tiên tử đánh một chút ra tay cũng tốt. Không có vấn đề, Bá Tống đạo hữu có cần, chúng ta có thể cung cấp thích hợp luyện khí sư." Phong Kiều Tử trả lời. "Vô cùng cảm kích, như vậy Phong Kiều Tử đạo hữu, chúng ta xin từ biệt. Ta tại hiện thế chờ các ngươi đại thắng tin tức tốt." "Đúng, vừa rồi rời đi, Vân Tước Tử tiền bối, các ngươi chú ý một chút, nàng hiện tại trạng thái khác thường, nếu như nàng đi mà quay lại, các ngươi ngàn vạn cẩn thận, chú ý an toàn, tận lực tránh đi nàng." Tống thư hàng nhắc nhở. "Tạ ơn Bá Tống đạo hữu nhắc nhở." chúng ta hiểu được. Phong Kiều Tử trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đưa tay mở ra hạch tâm thế giới, liền chuẩn bị thông qua hạch tâm thế giới trở về hiện thế. Ngay tại hắn một cước bước vào hạch tâm thế giới thời điểm, đột nhiên có một nói quang, xuyên thấu không gian phóng tới, quang như kiếm, chạm tại Tống Thư Hàng trên chân. Thư sinh Tống Thư Hàng chân phải tận gốc bị chém đứt. Cũng may hắn đây là hình chiếu chi thân, coi như đùi phải bị chém đứt cũng không có gì thống khổ. Từ đâu tới công kích, Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng tia sáng phát xạ chỗ nhìn lại. Bản thể của hắn một mực thông qua, trực tiếp, lấy Thượng Đế thị giác đang theo dõi toàn bộ chiến cuộc, cũng không có phát hiện kẻ đánh lén. Nói cách khác, tia sáng này công kích là xuyên thấu không gian mà đến. Là đối phương cái kia ba tôn có được, thần quốc, thần linh hướng hắn phát động công kích. Ngay tại Tống Thư Hàng quay đầu thời điểm, không gian xé rách như một tòa núi nhỏ nham thạch to lớn từ không gian bên trong gạt ra. Nham thạch từ không gian bên trong sau khi ra ngoài, hóa thành một cái hình cầu, tại hình cầu phía trên có một con mắt mở ra. Sau đó, có âm lãnh thánh quang từ hình cầu thượng thiêu đốt mà lên. Cái này thánh quang âm u đầy tử khí, có loại vạn vật kết thúc cảm giác âm lãnh. Ở đây, thần linh, lớn tiếng ca tụng, dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ ngâm sướng trung yên thiên trương. Lại là con mắt. Tống thư hàng tê cả ra đầu, hình cầu nham thạch bên trên con mắt trừng mắt Tống thư hàng phát ra một trận cười quái dị. Đồng thời, hình cầu nham thạch trên người có không gian phủ văn lấp lóe. Sau lưng nó có một cái càng lớn lớn thân ảnh hình chiếu mà đến, muốn đột phá không gian xuất hiện, muốn giáng lâm nơi này. Tống thư hàng quả nhiên là gia hỏa này. Thứ hai thiên đạo lưu lại đạo khí, mọc ra mắt tinh cầu, trung yên chi giáo boss, tất cả thần linh lão đại cái này ra hỏa lại bị triệu hoán đến đây. Mơ tưởng đi, mọc ra mắt tinh cầu hình chiếu phát ra trầm muộn thanh âm. Vô số thánh quang bắn ra, dệt thành hình lưới, đem tống thư hàng vây quanh, ngăn cản hắn trốn vào hạch tâm thế giới. Mọc ra mắt tinh cầu không muốn trực tiếp giết chết tống thư hàng hắn muốn từ tống thư hàng trong tay lấy tới, cửu tu phượng hoàng đao, hạ lạc, lại đem cái kia có được thứ ba thiên đạo khí tức tiểu thế giới, cho hủy đi. Cuối cùng, lại đem tống thư hàng giết chết không gian phong tỏa bị trực tiếp phá vỡ, thứ này là lai lịch gì? Tam thập tam thú thần tông chiến hạm chủ lực bên trong, cầm cung lão giả nhíu mày. Bọn hắn tại phụ cận bên trong vùng không gian này bày ra không gian phong tỏa trận, có thể hữu hiệu ngăn cản, thần minh, đào tẩu, cũng có thể ngăn cản, thần minh, ngoại viện thông qua không gian thông đạo tới. Nhưng mà không gian của bọn hắn phong tỏa hoàn toàn ngăn không được mọc ra mắt tinh cầu, liền cùng mạng nhện đồng dạng yếu ớt. Tống Thư Hàng cho phong kiều tử cuối cùng truyền âm, chuẩn bị đào mệnh, cái này ra hỏa bản thể nếu là chen tới, không ai có thể đối phó hắn. Bản thể của nó trọn vẹn nắm giữ một cái to bằng hành tinh. Một cái tinh cầu lớn nhỏ, phong kiều tử ngay lập tức đem tin tức truyền lại cho cầm cung lão giả. Cái này, mọc ra mắt tinh cầu, đăng tràng, tam thập tam thú thần tông vây quét, thần linh, hành động đành phải đình chỉ. Tống Thư Hàng truyền lại xong tin tức phía sau thân hình biến trong suốt hạch tâm thế giới thăng cấp phía sau tiến vào phương thức biến càng thêm nhanh gọn. Chỉ là ánh sáng tử vong tạo thành phong tỏa, ngăn không được hắn trở về. Cỗ thân thể này chỉ là tạo hóa tiên tử thông qua bí pháp, hình chiếu, tới được, chết cũng sẽ không ảnh hưởng đến tống thư hàng bản thể. Cho nên, tống thư hàng thừa cơ thí nghiệm bản thân hạch tâm thế giới chức năng mới, nhìn xem thăng cấp sau bản thân hạch tâm thế giới đến cùng có bao nhiêu gia sức. Có thể hay không tại, mọc ra mắt tinh cầu, phong tỏa dưới, mang theo thân thể trở về. Mọc ra mắt tinh cầu gặp Tống Thư Hàng tại bản thân phong tỏa dưới, lại còn có thể tiến hành dịch chuyển không gian, vội vàng quát khẽ một tiếng, lệnh chú, không gian tử vong. Một loại pháp tác cấp lực lượng, tác dụng tại Tống Thư Hàng phụ cận. Tống Thư Hàng đang trong suốt hóa thân thể ngạnh sinh sinh ngừng, bên cạnh hắn không gian tử vong, đem hắn phong tỏa tại nguyên chỗ. Đối phương là thứ hai thiên đạo lưu lại, đạo khí quả nhiên có biện pháp khắc chế không gian, ngăn cản hắn trở về hạch tâm thế giới. Thí nghiệm thất bại, hạch tâm thế giới còn cần tiếp tục cố gắng thăng cấp mới được. Tống thư hàng ám đạo. Thí nghiệm kết thúc, là thời điểm để tạo hóa tiên tử kết thúc hình chiếu. Hoàng Sơn Tế Điển, hiện trường, Tống Thư Hàng bản thể xoay đầu lại, cùng tạo hóa tiên tử câu thông, để cho nàng giải trừ hình chiếu. Sự liệu khó liệu, thay đổi trong nháy mắt. Tống Thư Hàng còn chưa kịp tới giải trừ, hình chiếu phân thân, thế cục lại phát sinh biến hóa. Trong hư không, lại có không gian chi môn mở ra. Huyền nữ môn vân tước tử thân ảnh đi mà quay lại. Lúc này, mắt phải của nàng hiện lên xích hồng chi sắc, quyền khống chế thân thể đã từ thể lỏng quả cầu kim loại khống chế. Hiện thân phía sau vân tước tử gắt gao bưng bít lấy mắt trái của chính mình, đáng chết, đáng chết. Đây không phải ta thiếu hụt cái kia bộ phận, đây không phải ta muốn, từ không gian chi môn bên trong bước ra phía sau nàng mắt phải tiếp cận tống thư hàng, nói cho ta biết, ngươi là ở nơi nào đạt được nho ra thánh nhân mắt phải. Trong mộng, tống thư hàng thành thật trả lời. Ngươi muốn chết, vân tước tử giận dữ hết, nàng thân hình lóe lên một cái, xuất hiện tại tống thư hàng phụ cận. Đồng thời, mọc ra mắt tinh cầu bày ra, tia sáng phong tỏa, bị kích hoạt, hướng phía vân tước tử phát động công kích. Cút vân tước tử trầm giọng nói, tia sáng còn không có chém tới thân thể của nàng, liền bị bóng tối vô tận thôn phệ. chương 1323, Thiên đạo phòng tối. Vân tước tử không nhìn tầng kia tầng thánh quang phong tỏa, đưa tay hướng thư sinh khoản tống thư hàng chộp tới. thấy thế, hậu phương cái kia mọc ra mắt tinh cầu gấp hắn cũng không muốn đem tống thư hàng tặng cho người khác. Thế là nó tăng nhanh truyền tống tốc độ, chỉ là bởi vì hắn thể thích quá to lớn, mỗi lần muốn tiến hành không gian truyền tống thời điểm, đều cần một đoạn thời gian rất dài tích xúc năng lượng. Tống Thư Hàng thở dài, nhìn qua hóa lỏng quả cầu kim loại phụ thân vân tước tử, còn có nơi xa mọc ra mắt tinh cầu. Nếu như lúc này hắn một phương này đại lão bạch tiền bối cũng xuất hiện, lại đem cửu tu phượng hoàng đao chuyển di tới được lời nói, vậy hôm nay chính là chân chính đại lão tụ tập. Đừng kêu, ta liền trốn ở một bên đây, người đừng lên tiếng, nhìn ta cho cái này béo cầu điểm nhan sắc nhìn xem, tranh thủ một hơi đem hắn sách về cửu u thế giới. Nếu không có béo cầu tại hiện thế làm dối, ta tại hiện thế liền không có biện pháp vui sướng chơi đùa. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm đột nhiên tại tống thư hàng trong đầu vang lên. Bạch tiền bối nguyên bản âm thầm truy tung, mọc ra mắt tinh cầu, hắn còn không có từ bỏ bắt mọc ra mắt tinh cầu kế hoạch, chuẩn bị lại mai phục hắn một đợt. Không nghĩ tới tại lúc này đụng phải phụ thân tại huyền nữ môn vân tước tử, chất lỏng quả cầu kim loại, tại là bạch tiền bối quả nhiên cải biến kế hoạch. So với bắt, mọc ra mắt tinh cầu, đến, trước đem thể lỏng quả cầu kim loại đổi về cửu u quan trọng hơn. Nếu không, vạn nhất con hàng này cùng hắn đoạt, mọc ra mắt tinh cầu, liền sẽ rất phiền. Tống thư hàng, hắn có phải hay không hẳn là đem, cửu tu phượng hoàng đao, triệu hoán tới, sau đó mở chư thiên vạn giới cường đại nhất lão cuộc hội đàm. Nói cho ta biết, nho ra thánh nhân đem ta thiếu hụt bộ phận giấu đi nơi nào. Huyền nữ môn vân tước tử đưa tay chụp vào tống thư hàng. Ông ông mọc ra mắt tinh cầu bản thể giáng lâm, một khỏa hành tinh trống rỗng xuất hiện, hướng thẳng đến tống thư hàng, vân tước tử trấn áp xuống. Hắn sẽ không đem tống thư hàng giao cho bất luận kẻ nào. Huyền nữ môn vân tước tử cười lạnh một tiếng, nàng một tay hướng lên, lấy nhỏ bé thân thể trực tiếp ngăn cản mọc ra mắt tinh cầu va chạm, một cái tay khác tiếp tục chụp vào tống thư hàng quyền nữ môn vân tước tử thể nội ẩn chứa, bất hủ chi cốt, để thể lỏng quả cầu kim loại tại hiện thế cũng có thể phát huy thực lực khủng bố, căn bản không sợ mọc ra mắt tinh cầu. Tự là lúc này, bạch tiền bối đột nhiên hiện thân, hắn tế ra bản thân chuôi này màu đen bội kiếm, hướng phía vân tước tử đâm tới, kiếm nghịch luân hồi, cho ta về cửu u đi thôi. Hiện thân, bạch tiền bối, chỉ có hiện trường tống thư hàng, chất lỏng quả cầu kim loại, mọc ra mắt tinh cầu có thể nhìn thấy. Hoàng Sơn Tế trực tiếp trên tấm hình, không cách nào nhìn thấy bạch tiền bối thân ảnh. Đối mặt một kiếm này, huyền nữ môn vân thước tử chỉ có biến chiêu, nguyên bản chụp vào tống thư hàng tay biến đổi, chụp vào mũi kiếm. Bạch, lại là ngươi, lại là ngươi, trong miệng nàng phát ra tức giận tiếng kêu. Chính là ta, béo cầu, về cửu u đi thôi. Bạch tiền bối cười ha ha một tiếng, kiếm thượng uy năng nổ tung, một chiêu này, kiếm nghịch luân hồi, trực tiếp công kích phụ thân tại vân tước tử thể nội, thể lòng quả cầu kim loại, đúng là muốn đem hắn cùng vân tước tử nhục thân ở giữa liên hệ cho chặt đứt. Ông trong hư không, mọc ra mắt tinh cầu phát ra rít lên lần trước hắn kém chút liền bị bạch tiền bối bắt, lúc này cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Trên người nó âm lãnh thánh quang tăng vọt, muốn một hơi triển áp huyền nữ môn vân tước tử cùng bạch tiền bối. Muốn về cửu u chính là ngươi, hôm nay các ngươi hai cái đều phải chết. Huyền nữ môn vân tước tử trong miệng phát ra người máy thanh âm sau một khắc, trong cơ thể nàng cái kia một đoạn, bất hủ chi cốt, bị toàn lực kích hoạt. Thể lòng quả cầu kim loại lấy, bất hủ chi cốt, làm ván nhảy, liên tục không ngừng đem lực lượng truyền tới. Cửu U tà năng điên cuồng khuếch trương ra, như thủy triều cửu U tà năng thượng cản, mọc ra mắt tinh cầu, thánh quang, hạ cản bạch tiền bối kiếm nghịch luân hồi. Chỉ là thời gian một hơi thở, cuồng bạo cửu U tà năng tràn ngập thiên địa, ở trong không gian cấu ra một cái, lỗ đen cái này lỗ đen trực tiếp bắt đầu thôn vệ, mọc ra mắt tinh cầu cùng bạch tiền bối. Thể lòng quả cầu kim loại cũng mở đại chiêu. Tư sinh khoản tống thư hàng, ở vào, thánh quang, cửu u tà năng, trong khe hẹp, điềm đạm đáng yêu. Đều mở lớn kỹ năng, gây sự ta sẽ sợ các ngươi, bá tống phối hợp ta, bạch tiền bối nói. Tống thư hàng, làm sao phối hợp? Đem hạch tâm thế giới thông đạo toàn lực mở ra, bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng phối hợp với, đem hạch tâm thế giới thông đạo toàn lực mở ra. Sau một khắc, từ tà liên thế giới, bên trong có một đạo lực lượng bị truyền tới, tiến vào Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, lại tiến vào hiện thế. Cái này đạo lực lượng rơi vào bạch tiền bối trên người. Đạt được lực lượng ra chỉ phía sau bạch tiền bối đưa tay đè ở giữa hư không, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ta trung cực vũ khí. Không gian bị xé mở. Sau đó, có một vòng mặt trời nhỏ từ không gian bên trong chui ra bạch tiền bối số một sủng vật kiêm chức trung cực vũ khí, người mau lên T-233 hiện thân. Bạch tiền bối nắm lấy tống thư hàng, ẩn vào cái này vòng mặt trời nhỏ bên trong. Bá tống hào người tốt, lại gặp mặt, người mau lên T-233 hướng người mỉm cười. Mặt trời nhỏ đối tống thư hàng nói. Tống thư hàng, bạch tiền bối mặt trời nhỏ không phải nói vẫn chưa hoàn thành sao. Trước mắt mặt trời nhỏ ngoại trừ phát ra ánh sáng cùng nhiệt bên ngoài cũng không có lực công kích, cho nên hắn chủ chức là số một sủng vật trung cực vũ khí vẫn là nó kiêm chức. Lúc này đem hắn triệu hoán tới làm gì? Để cho các ngươi nhìn xem ta cao nhất kiệt tác, người mau lên T-233, hợp thể. Bằng vào ta vì động lực nguyên, điều ra diệt thế pháo, cho bọn hắn các đến một phát. Bạch tiền bối nói, thu đến, diệt thế pháo chuẩn bị sẵn sàng, hợp thể chuẩn bị sẵn sàng người mau lên T233 thanh âm giống như máy móc vang lên. Sau đó có một đạo quang trụ xuất hiện, đem bạch tiền bối che đậy vào trong đó, để hắn trở thành mặt trời nhỏ, nguồn năng lượng. Mặt trời nhỏ sở dĩ là, chưa thành phẩm, cũng là bởi vì bạch tiền bối không có tìm được thích hợp, nguồn năng lượng hạch tâm. Mà bây giờ, lấy hắn tự thân vì nguồn năng lượng hạch tâm phía sau mặt trời nhỏ trực tiếp từ, sủng vật chuyển biến làm trung cực vũ khí. Lúc này, Hoàng Sơn Tế Khúc hiện trường trực tiếp trước. Xem trực tiếp thành viên tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, tam thập tam thú thần tông, vây quét, thần minh, đại chiến, hội thăng cấp thành bộ dạng này. Một khỏa tinh cầu, một cái lỗ đen, một khỏa mặt trời nhỏ, tam phương hỗn chiến. Mặt trời nhỏ, người mau lên T233, có thể bị trực tiếp hình ảnh bắt. Mọc ra mắt tinh cầu hiện ra thánh quang, dùng sức triển áp. Lỗ đen điên cuồng xoay tròn lấy, muốn đem mọc ra mắt tinh cầu thôn phệ, đồng thời thôn phệ chi lực khuếch trương, muốn đem mặt trời nhỏ cũng cùng nhau nuốt. Mà mặt trời nhỏ mặt ngoài mở ra, lộ ra đen nhánh họng pháo. Thân, các ngươi muốn tới một phát sao, mặt trời nhỏ bên trong truyền ra bạch tiền bối tiếng kêu. Diệt thế pháo nhắm ngay, thể lỏng quả cầu kim loại, hình thành lỗ đen, một pháo oanh đi. Oanh! Trong nháy mắt đó, trong mắt mọi người ngoại trừ kim sắc pháo quang bên ngoài cái gì đều không nhìn thấy chân chính diệt thế pháo một pháo xuống dưới đủ để đem chọn cái hành tinh mặt ngoài cầy một lần tống thư hàng trăm chú nhìn diệt thế pháo hào quang kích thích trái tim đều muốn bạo chết bởi vì cái này một pháo là hắn khống chế mở từ hắn để hoàn thành khóa chặt cũng nhấn xuống phát xạ quả nhiên diệt thế pháo loại vật này mới là nam nhân lãng mạn a à pháo quang hướng về phía, lỗ đen, vọt tới. Cho ta về cửu u đi thôi, bạch tiền bối cười ha ha nói. Chỉ là cười đáp một nửa, bạch tiền bối tiếng cười tạm ngừng. Không tốt, bạch tiền bối nói. Không tốt, trong lỗ đen chất lỏng quả cầu kim loại nói. Không tốt, mọc ra mắt tinh cầu đồng dạng phát ra tiếng. Ba vị đại lão tề hô không ổn. Thế nào, Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Hắn vừa dứt lời, cũng cảm giác toàn bộ không gian, ngưng kết. phảng phất như là bị người nhấn xuống, tạm dừng khóa, đồng dạng. Hết thảy trước mắt đều tĩnh lại. Bắn tới một nửa, diệt thế pháo, pháo quang, lỗ đen phát ra cửa u tà năng, mọc ra mắt tinh cầu thánh quang trải rộng ra giết chóc chi phóng, toàn bộ dừng lại. Thời gian ngừng lại, tống thư hàng trong đầu hiện lên như thế cái suy nghĩ. Không, không đúng, nếu như là thời gian dừng lại, suy nghĩ của ta phương thức hẳn là cũng hội đình chỉ. Không ổn, lần này lại muốn lột ra, bạch tiền bối thanh âm tại tống thư hàng trong đầu vang lên. Tống thư hàng trong lòng hơi động, là vị kia, thiên, xuất hiện. Gây sự quá mức, ta muốn trước rút lui, ta lưu cái xác ở chỗ này thay ta chịu tội, sự tình sau khi kết thúc người nhớ kỹ đưa người mau lên T233 thu về. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng vội vàng nói, làm sao thu về. Đây chính là một quả hành tinh lớn nhỏ đồ vật, hắn làm sao thu? Không cần lo lắng, T233 hào đến lúc lại toàn lực phối hợp ngươi." Bạch Tiền Bối nói. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên không nhúc nhích, giống con rối đồng dạng lưu tại cột sáng bên trong. "Nhớ kỹ đem hạch tâm thế giới đóng lại." Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng theo lời, đóng lại hạch tâm thế giới. Mà lúc này, ngoại giới phát sinh biến động. Trong hư không diệt thế pháo pháo quang bị lau đi tựa như là tranh bị cục tẩy lau đi đồng dạng pháo quang bị một chút xíu từ trong hư không xóa đi tiếp theo là vân tước tử bên người ngưng tụ ra lỗ đen cũng bị một chút xíu lau đi cuối cùng là mọc ra mắt tinh cầu bên cạnh thánh quang lưới cũng bị lau thánh quang cửu u tà năng pháo quang toàn bộ bị xóa đi phía sau cái kia bàn tay vô hình bắt đầu động tác kế tiếp đầu tiên là mọc ra mắt tinh cầu hắn bị bóp ở, trong hư không có không gian vết nứt mở ra, bên trong là một cái đen không thấy đáy thế giới. Không có thứ gì, chính là đen nhánh không gian. Mọc ra mắt tinh cầu bị ném tới bên trong. Không gian khép lại, bị giam cấm đoán phòng tối rồi. Ngay sau đó là vân tước tử nhục thân, cũng bị bắt lấy. Không, người có thể đối với ta như vậy. Ta đã tìm tới, nho ra thánh nhân, tin tức, ta lập tức muốn tìm tới chúng ta mất đi cái kia một bộ phận. Cho ta chút thời gian, chúng ta còn có cơ hội." Vân Tước Tử kêu lên, nhưng là vô dụng, lại một cái không gian bị mở ra. Lần này là thuần trắng không gian, bên trong đồng dạng không có thứ gì. Vân Tước Tử bị ném vào đến thuần trắng không gian bên trong. Không gian khép lại, lại một vị đại lão bị nhốt cấm đoán, lần này là Tiểu Bạch Phòng. Cuối cùng, đến phiên mặt trời nhỏ, người mau lên. Chương 1324 giống chúng đạn đồng dạng. Người thằng ngu này, người mất đi chẳng lẽ là đầu óc bộ phận sao? Vân Tước Tử đang bị ném vào tiểu bạch trước phòng, phát ra cuối cùng không cam lòng gào thét. Nhưng mặc cho nàng gọi thế nào, cũng vô pháp sửa đổi thiên đạo quyết định. Tiểu bạch phòng thế giới đóng kín, bắt giam thể lỏng quả cầu kim loại không cam lòng gào thét. Theo phòng tối, tiểu bạch phòng quan bế sát na, tống thư hàng phát hiện mình trong đầu liên quan tới, mọc ra mắt tinh cầu, thể lỏng quả cầu kim loại, vân thước tử, ba cái ký ức, biến trong suốt. Liền phảng phất cái này, ba cái, tồn tại đều bị xóa đi đồng dạng. Hắn cố gắng muốn về nhớ lại ba cái này hết thảy, nhưng ký ức càng lúc càng mờ nhạt. Một hơi sau, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Trong đầu hắn mơ hồ còn nhớ rõ một cái to lớn vật thể, một cái vật thể mềm nhũn, một cái xinh đẹp tiên tử. Thậm chí còn có thể nhớ kỹ cùng ba cái tiếp xúc phát sinh qua sự tình nhưng hắn cũng không cách nào nhớ tới ba cái này bề ngoài ra sao, có được năng lực gì, có cái gì năng lực đặc thù. Không chỉ có như thế, chư thiên vạn giới bên trong liên quan tới ba cái này ghi chép, cũng toàn bộ biến mất. Tỷ như cửu châu nhất hào quần, bên trong, nhân viên quản lý huyền nữ môn vân tước tử tài khoản biến thành một cái trống không tài khoản, không có tài khoản, không có tên. Mà cửu châu nhất hào quần bên trong tất cả cùng, huyền nữ môn vân tước tử, có liên quan nói chuyện phiếm ghi chép cũng toàn bộ biến, trong suốt. Bất quá số liệu cũng không có biến mất, chỉ là biến, trong suốt. Bởi vì huyền nữ môn vân tước tử không có bị xóa đi, chỉ là bị giam cấm đoán. Tại nàng được phóng thích đi ra trước đó, chư thiên vạn giới bên trong, không ai có thể nhớ lại nàng, không nghĩ có thể nhớ tới nàng. Thậm chí cùng nàng có liên quan hết thảy ghi chép đều sẽ tiến vào, trong suốt trạng thái. Vọng thiên, cái này phòng tối thật là đáng sợ. Tống Thư Hàng nói, bị giam nhập phòng tối phía sau liền, tồn tại, căn nguyên đều bị cắt đứt, liền phảng phất chư thiên vạn giới bên trong người cũng không có tồn tại qua đồng dạng. Cũng không biết tại đã mất đi, mọc ra mắt tinh cầu, phía sau nó trung yên chi giáo muốn làm sao. Tín đồ của nó nhóm một giấc muốn đến, đột nhiên phát hiện mình đại lão không thấy. Thậm chí bọn hắn đều không thể nhớ lại nhà mình đại lão bề ngoài ra sao, có cái gì năng lực đặc thù, Tên gọi là gì, ngẫm lại liền tâm tắc. Thậm chí nói không chừng trung yên chi giáo các giáo đổ đến mai liền ai về nhà nấy đi. Phía trước hai cái gây sự đại lão đều bị trộp tới nhốt phòng tối, tiếp xuống đến phiên mặt trời nhỏ cùng bên trong bạch tiền bối. Mặt trời nhỏ có thể hay không trực tiếp bị tóm lên đến ném vào đến phòng tối bên trong. Chờ đã, ta còn ở tại mặt trời nhỏ bên trong đây. Mặc dù chỉ là hình chiếu, nhưng hình chiếu không có giải trừ trước đó bị ném vào phòng tối có thể hay không cũng từ, căn nguyên thượng đối với ta tạo thành ảnh hưởng. T233 Hào, ta hình chiếu phân thân muốn trước giải trừ. Sau đó ta tới tìm ngươi, nếu như ngươi không có bị nhốt phòng tối, ta đưa ngươi thu lại." Tống Thư Hàng nói. "Hồi bá Tống Hào, xác định ta ở chỗ này chờ đợi bá Tống Hào trở về." Mặt trời nhỏ trả lời. Đồng thời, Tống Thư Hàng bản thể hướng tạo hóa tiên tử ra hiệu. Phanh T233 hào bên trong thư sinh tống thư hàng hình chiếu, tiêu tán không thấy. Tống thư hàng phân liệt ý thức trở về, Hoàng Sơn Tế hiện trường. Hồ tống thư hàng nặng nề nhẹ nhàng thở ra. Trong mắt, Hoàng Sơn Tế hiện trường đạo hữu nhóm, chính gắt gao nhìn chằm chằm hiện trường trực tiếp. Bất quá, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Bởi vì bọn hắn trong đầu liên quan tới, mọc ra mắt tinh cầu, huyền nữ môn vân tước tử, ký ức đều biến mất. Ký ức có chút tạm ngừng người phân liệt ý thức trở về bạch tiền bối phân thân hỏi tống thư hàng nhẹ gật đầu còn tốt nếu không ngươi liền muốn cùng mọc ra mắt tinh cầu vân tước tử cùng một chỗ bị nhốt bạch tiền bối nói tống thư hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mọc ra mắt tinh cầu là cái gì vân tước tử là ai bạch tiền bối phân thân người đang đùa ta không chờ một chút có lẽ ta còn có một chút còn sót lại ký ức tống thư hàng vuốt vuốt huyệt thái dương nhưng đang khi nói chuyện, hắn trong trí nhớ liên quan tới, to lớn vật thể, một cái vật thể mềm nhũn một cái xinh đẹp tiên tử, ấn tượng cũng bắt đầu biến trong suốt. Sau cùng mặt trời nhỏ cũng phải bị nhốt, bạch tiền bối phân thân nói. Đang khi nói chuyện, hình chiếu trên màn hình, mặt trời nhỏ T233 hào bị bàn tay vô hình nắm lên, trong hư không có một cái màu nâu không gian bị mở ra. Mặt trời nhỏ T233 hào bị ném vào trong đó. Sau đó, màu nâu không gian bắt đầu phong bế. Theo không gian phong bế thời điểm, tống thư hàng trong đầu liên quan tới T233 hào, ký ức bắt đầu biến trong suốt. Quả là thế, bị giam nhập phòng tối phía sau ký ức liền sẽ đã mất đi. Nhưng là bạch tiền bối vậy mà không bị ảnh hưởng, tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên, màu nâu không gian lại bị mở ra. T233 hào bị một lần nữa mỏ đi ra sau đó, T-233 hào nội bộ có một bóng người bị móc ra. Đạo thân ảnh này vừa bị móc ra, liền mềm thành một chương da Bạch tiền bối thật lột ra. Một hồi trước hắn cùng, thiên đạo, bịt mắt trốn tìm thất bại, cũng nói thoát một lớp ra, chẳng lẽ cũng là loại này thoát pháp. 3. Bạch tiền bối cái này thân ra bị ném vào đến, màu nâu không gian, bên trong đi. Sau đó, T-233 hào bị lay động kịch liệt một chút, tại lay động quá trình bên trong, T233 hào trên người có hình ảnh hiển hiện. Những hình ảnh này là thời gian nghịch chuyển, sau sinh ra hình ảnh. Thiên đạo, nghịch chuyển thời gian, khóa chặt T233 hào bên trong chạy trốn bạch tiền bối. Tại nghịch chuyển trong màn ảnh, đột nhiên có một chương diện mục thanh thú, nhìn qua người vật vô hại mặt xuất hiện đang vẽ diện bên trong. Vị này người vật vô hại thiếu niên lang chính một mặt vui vẻ, ấn xuống, phát xạ cái nút. Sau đó, diệt thế pháo phát xạ. Trong nháy mắt, chung quanh tất cả đạo hữu xoay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, mẹ nó, còn có loại này thao tác. Đây quả thực giống chúng đạn đồng dạng, ngực như bị xuyên thấu, trái tim đều muốn đình chỉ. Đồng thời, Tống Thư Hàng trong lòng hiển hiện một loại dự cảm không ổn. Tại loại này không ổn dự cảm sinh ra sát na, hắn theo bản năng liền hướng hạch tâm thế giới, bên trong chui vào. Tống Thư Hàng tốc độ nhanh nhưng Thiên Đạo tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn bị một bàn tay vô hình cầm bốc lên. Sau đó, tại bên cạnh hắn có một cái không gian kẽ nứt mở ra đó là một cái thế giới màu xanh lục, bảo vệ môi trường thế giới. Cái kia vô hình về sau đang muốn đem Tống Thư Hàng ném vào trong đó. Lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân thả người nhảy lên, một phát bắt được Tống Thư Hàng. Bàn tay vô hình dừng lại. Sau đó, thế giới màu xanh lục bị quan bế. Tống Thư Hàng trốn qua một kiếp. Không, không có chuyện. Chỉ là bởi vì trên người hắn treo cái bạch tiền bối phân thân, cho nên phân lượng tăng thêm. Cho nên, thiên đạo hạch toán một chút, cảm giác thế giới màu xanh lục muốn đổi một đổi. Một cái mới không gian mở ra. Lần này không còn là thuần sắc thế giới, mà là đổi thành một cái thế giới tử khí trầm trầm. Bên trong tràn đầy màu xám sương mù, tản ra mùi vị của tử vong. Thư Hàng Tô Thị A thập lục bởi vì khoảng cách khá xa, nhưng nàng không cần suy nghĩ, trực tiếp nhào tới, cùng bạch tiền bối cùng một chỗ treo ở tống thư hàng trên người. Tống tiền bối chờ ta, Vũ Nhu Tử cũng quát to một tiếng, thả người nhào tới, treo trên người tống thư hàng trực giác nói cho nàng, tiếp xuống có thể hay không vượt qua kích thích sinh hoạt, liền nhìn nàng có thể hay không ôm chặt tống thư hàng. Không, chờ đã, các người không được qua đây, sẽ xảy ra chuyện. Tống Thư Hàng vội vàng nói, nếu như bị giam lại phía sau trên thế giới này sẽ không bao giờ lại có người nhớ kỹ các ngươi, các ngươi tồn tại hết thảy đều sẽ bị xóa đi. Tô Thị A thập lục khe khẽ lắc đầu, chân thành nói ta giúp ngươi. Vũ Nhu Tử, ta bồi A thập lục. Bạch tiền bối phân thân, ta chỉ là cái phân thân, không cần sợ, bản thể còn tại hiện thế. Đang khi nói chuyện, cái kia vô hình về sau hất lên. Tống Thư Hàng, Tô Thị A thập lục, bạch tiền bối phân thân, vũ nhu tử bị ném vào đến cái kia tràn đầy màu xám khí tức tử vong thế giới. Sau một khắc, tối tăm mờ mịt thế giới quan bế. Ở thế giới quan bế về sau, chư thiên vạn giới liên quan tới vũ nhu tử, tô thị A thập lục tin tức đều biến trong suốt. Nhưng là, tống thư hàng tin tức nhưng không có hoàn toàn bị xóa đi. Bởi vì hắn vừa, nhân tiền hiển thánh, trong tương lai thời gian một năm bên trong, tại pháp tắc ảnh hưởng dưới, chư thiên vạn giới đều sẽ nhớ kỹ thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh. Nhưng là, bá tống huyền thánh như thế nào, đạo hiệu của hắn là cái gì, hắn là nam hay là nữ, có cái gì năng lực đặc thù, tất cả mọi người nhớ không rõ. Văn Châu Thị, Bạch Kinh Lộ Tống Ba Ba đang ngồi ở trên ghế salon xem báo chí. Tống Ngụ Ngụ nhàm chán xem TV kịch. Đột nhiên, hai người đồng thời nhíu mày. Ta có phải hay không quên đi ít đồ? Tống ba ba buông xuống báo chí. Tống mụ mụ, ta cũng có loại cảm giác này. Ước chừng mười mấy giây sau. Tống ba ba, đúng rồi, chúng ta có phải hay không từng có hài tử. Tống mụ mụ, đã từng giống như có một cái, về sau nhớ không rõ. Chết hiểu sao, tống ba ba thở dài. Kỳ quái, coi như chết hiểu, hắn cũng cần phải có ấn tượng. Nhưng hắn một chút cũng nghĩ không ra, càng quan trọng hơn là, trong lòng của hắn không có một chút điểm bi thương. Tống mụ mụ, kỳ quái, ta một chút cũng không nhớ nổi. Tống ba ba đứng dậy, không có việc gì, chúng ta coi như tuổi trẻ. Đặc biệt là mấy ngày nay, ta luôn cảm giác bản thân phảng phất khôi phục 18 tuổi đồng dạng. Lão bà người cũng càng ngày càng tuổi trẻ, càng ngày càng xinh đẹp, chúng ta lại muốn đứa bé đi. Tống mụ mụ trầm tư một lát, thỏa. Tại là, tống ba ba cùng tống mụ mụ đóng lại tivi, buông xuống báo chí, hai người đi tạo nhân mạng đi. Tối tăm mờ mịt thế giới bên trong. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phân thân, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A thập lục tụ tập rơi xuống. Cái thế giới này vô cùng lớn. Mấy người bị đưa vào cái thế giới này phía sau vẫn tại hạ xuống bên trong. Một mực rơi xuống, nhưng đến bây giờ đều không có rơi vào ngọn nguồn. Bạch Tiền Bối đưa tay tế ra Lưu Tinh Kiếm, bốn người rơi trên Lưu Tinh Kiếm. Đây là cái gì thế giới? Tống Thư Hàng nói khí tức tử vong tốt nồng, nếu như tu luyện hệ này công pháp tu sĩ gặp gỡ cái thế giới này, hội mừng rỡ như điên đi. Tô Thị A thập lục bình tĩnh nói. Vũ Nhu Tử, cảm giác có chút kích thích. Bạch Tiền Bối phân thân nói, nơi này có chút giống, tinh giới, nhưng tinh giới không có như thế âm u đầy tử khí. Chúng ta muốn bị quan bao lâu? Tống Thư Hàng nói. Bình thường, thiên đạo, xuất thủ, đều là lấy, vạn năm, cất bước. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, vạn năm, vạn năm phía sau hắn đều thành mảnh xương vụn đi. Tống Thư Hàng bắt đầu câu thông bản thân, hạch tâm thế giới. Nếu như hạch tâm thế giới vẫn còn, vậy hắn liền có thể trốn vào hạch tâm thế giới, lại nghĩ biện pháp chuyển di ra ngoài. chương 1325, Tống A Đần, một vạn năm quá lâu, chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Tống Thư Hàng ý đồ liên hệ hạch tâm thế giới, chỉ cần có thể trở lại hạch tâm thế giới, Hắn liền lấy bạch tiền bối tà liên thế giới làm ván nhảy, lại lén qua đến cửu u thế giới. Mà chỉ cần đến cửu u thế giới thì có rất nhiều thông đạo có thể trở lại thế giới loài người. Tống thư hàng rất nhanh liền liên hệ với bản thân hạch tâm thế giới. Nhưng là, hắn không cách nào tiến vào. Hắn có thể cảm ứng được hạch tâm thế giới, ý thức cũng có thể đi vào trong đó dò xét, nhưng là hạch tâm thế giới cùng hắn ở giữa có tầng một bức tường ngăn cản, cự tuyệt hết thảy vật thể ra vào hắn không cách nào tiến vào cũng vô pháp từ đó lấy ra bất kỳ vật gì xong chúng ta muốn ở chỗ này ngây ngốc một vạn năm tống thư hàng cười khổ nói hắn ngay cả mình tương lai một vạn năm hết hạn tù phóng thích lời kịch đều muốn tốt ta bị nhốt một vạn năm lại bị bản thân cố hương người quên mà bây giờ ta rốt cục gặp lại quang minh bạch tiền bối phân thân nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn an ủi không cần lo lắng sẽ không ngây ngốc một vạn năm bạch tiền bối, ngài có biện pháp rời đi. Tống Thư Hàng lập tức nhãn tình sáng lên. Bạch tiền bối phân thân lắc đầu, nói, ba người các người hiện tại cũng chỉ có tứ phẩm cảnh giới, tứ phẩm tu sĩ trên lý luận thọ nguyên vì 600 năm trở lên. Nếu như không tấn cấp, các người khẳng định không cần ngây ngốc một vạn năm, sáu bảy trăm niên nhân vốn liền kết thúc. Mà ở cái này cấm đoán trong không gian, muốn tấn cấp cũng không dễ dàng. Mà mảnh này tràn đầy khí thức tử vong trong không gian, linh lực rất mỏng manh, không phải cái thích hợp chỗ tu luyện. Ở chỗ này tu luyện, 10 năm chỉ sợ cũng chỉ có thể chống đỡ được ngoại giới một năm hiệu quả. Làm nhiều công ít, ở chỗ này muốn tấn cấp ngũ phẩm, so ngoại giới muốn khó hơn mười mấy lần. Tống thư hàng lệ rơi đầy mặt, nói cách khác, chúng ta ba liền, bị ra một vạn năm, tư cách đều không có nha. Muốn bị quan một vạn năm, vậy cái này thời gian một vạn năm bên trong, chúng ta muốn làm thứ gì? Vũ Nhu Tử nhìn qua bốn phía, khắp nơi đều là tử vong sương mù, không có thứ gì. Tô Thị A thập lục, ta cảm thấy chúng ta trước tiên cần phải tìm đặt chân địa điểm. Cũng không thể một mực đang không trung tung bay. Lúc này, nếu như T số 233 ở chỗ này liền tốt, hắn không phóng thích ánh sáng cùng nhiệt chính là một quả tiểu hành tinh. Chúng ta thậm chí có thể trên người nó an cư lạc nghiệp. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử nói, nhưng là cái thế giới này có thể nhìn thấy chỉ có sương mù xám xịt, trong cái thế giới này chúng ta có thể tìm tới chỗ đặt chân sao? Nàng cảm giác cái thế giới này rất mang cảm giác, có trồng vào nhập phim kinh dị tràng cảnh cảm giác. Khắp nơi tràn đầy khí tức tử vong, sương mù xám xịt ngăn cản lấy ánh mắt, dù cho lấy tu sĩ ánh mắt tối đa cũng chỉ có thể nhìn thấy 50 mét bên ngoài hình ảnh. Tiếc núi duy nhất là, cái thế giới này tựa hồ là một vạn không đổi, thiếu khuyết kích thích. Chúng ta trước hướng phía dưới hạ xuống một khoảng cách, liền xem như vực sâu thế giới cũng không phải không đáy nếu như một mực hạ xuống lời nói khẳng định tìm tới lối ra bạch tiền bối nói đang khi nói chuyện lưu tinh kiếm thượng hàng rào dâng lên đều nắm chắc bạch tiền bối nói sau đó muốn đua xe tống thư hàng lập tức ôm lấy một cây hàng rào mỗi khi bạch tiền bối bão tố phi kiếm lúc hắn liền sẽ toàn thân như nhũn ra suy yếu bất lực Vũ Nhu Tử cùng Tô Thị A Thập Lục cũng các bắt lấy một cây hàng rào. Siêu, Lưu Tinh Kiếm bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía dưới bắn vọt. Ha ha ha, a a thoáng có chút nhanh, Tống Thư Hàng ba người phản ứng không giống nhau. Lưu Tinh Kiếm toàn lực báo tố tốc độ, ước chừng bay hơn 30 phút phía sau bạch tiền bối phân thân bấm một cái kiếm quyết, đem Lưu Tinh Kiếm ngừng lại. Rất lâu không có như thế toàn lực bão tố phi kiếm, Bạch tiền bối phân thân thỏa mãn nói. Tống thư hàng, hạ xuống đáy rồi. Không, chúng ta chỉ sợ không cách nào hạ xuống đáy. Bạch tiền bối phân thân nói, chúng ta bây giờ vị trí không gian là, hình khuyên rắn, không gian. Vừa rồi chúng ta toàn lực phi hành lúc, cách mỗi 10 phút đồng hồ liền sẽ bị không gian pháp tắc ảnh hưởng, trở lại ban sơ chỗ. Nói cách khác, tại chỗ này trong không gian, khởi điểm chính là điểm cuối cùng, bắt đầu chính là kết thúc. Vô luận chúng ta làm sao hạ xuống, trên lý luận đều không thể đến đến mặt đất. Vậy chúng ta vẫn tung bay." Tống Thư Hàng nói. "Bạch Tiền Bối, các ngươi chờ đã, ta nhớ được ta trước kia cất giữ qua một chiếc tiên thuyền đến, chúng ta trước tiên có thể tiến vào tiên trong thuyền đặt chân." Bạch Tiền Bối phân thân lấy ra bản thân không gian pháp khí, từ đó tế ra đồng dạng tiên thuyền tới. Chiếc này tiên thuyền lập tức khơi gợi lên Tống Thư Hàng hồi ức. Hắn đã từng ngồi qua chiếc này tiên thuyền cũng ở phía trên lắng nghe một lần tạo hóa Pháp Vương, 360 độ đại phong xa, chấn động hình thức thất sát ca. Nhớ lại chấn động hình thức thất sát ca, hắn còn có chút sắc mặt phát bạch. Tiên thuyền chi môn mở ra, bốn người tiến vào bên trong, tiên trong đỏ không gian rất lớn, dùng để đặt chân hoàn toàn đầy đủ. Bạch tiền bối phân thân đóng lại tiên thuyền phía sau vẫn đứng ở tiên thuyền cổng, xoa cầm nhìn qua thế giới bên ngoài. Bạch tiền bối người còn không đi vào sao? Tống thư hàng hỏi hưng ta vừa rồi phát hiện một kiện chuyện trọng yếu, ta cùng bản thể ở giữa liên hệ cũng mất. Rõ ràng vừa rồi, ta đều còn có thể cảm ứng được bản thể tin tức. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống thư hàng, không tốt, bạch tiền bối bản thể của ngươi sẽ không cũng bị nắm lấy nhốt phòng tối đi. Sẽ không, là chúng ta bên này nguyên nhân. Bạch tiền bối phân thân khẳng định nói, bất quá còn tốt, vừa rồi tại cùng bản thể ở giữa liên hệ đoạn trước khi đi, ta cho tam lãng đạo hữu bên người, duy nhất một lần công đức phi hành, ra lệnh. Chỉ chờ Hoàng Sơn Tế vừa kết thúc, liền đem hắn đưa vào đến chỉ độn bí cảnh đi. Nói lên tam lãng tiền bối, hắn có thể sẽ muốn đi trước đó tiểu bạch phòng. Vũ Nhu Tử đột nhiên nói, trước đó tại xem trực tiếp lúc, nhìn thấy tiểu bạch phòng mở ra, ta phát hiện tam lãng tiền bối gắt gao nắm chặt nắm đấm. Bất quá, bị giam nhập tiểu bạch phòng chính là ai nhỉ? Ta không nhớ gì cả. Tống Thư Hàng, là vị sinh đẹp tiên tử tỷ tỷ, cái khác ta cũng không có ký ức. Đúng, trong tay của ta có kiện đồ vật cùng nàng có quan hệ. Nói, Tống Thư Hàng lấy ra hóa thành lam tinh chui, vân tước tử chi nhãn. Tại hắn còn sót lại, ấn tượng, bên trong, thứ này cùng vị kia biến mất tiên tử có quan hệ, trước đó hắn muốn đem con mắt này giao cho cuồng đao tam lãng tiền bối đến. Tô Thị A thập lục, đây là con mắt. Con mắt này là vân tước tử, xem ra ba người các người ký ức đều xảy ra vấn đề bạch tiền bối phân thân nói con mắt này có làm được cái gì sao trước đó chúng ta tại mê vụ trong mộng cảnh lấy được thánh nhân chi nhãn có thể để người ta thể nghiệm mang thai cái này đâu vũ nhu tử hỏi ta cũng không biết thử một chút tống thư hàng đưa tay hướng vân tước tử chi nhãn bên trong đưa vào chân nguyên tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chân khí rót vào vân tước tử chi nhãn bên trong bất quá vân tước tử chi nhãn không có nửa điểm phản ứng khởi động nho ra thánh nhân chi nhãn cần, chính khí, nói không chừng bắt đầu dùng con mắt này cũng cần tương tự năng lượng. Tô Thị A thập lục nhắc nhở. Vũ Nhu Tử, vậy cần năng lượng gì đâu? Chúng ta đối với, phân thức tử, tiền bối không có chút nào ấn tượng, nàng am hiểu cái gì? Tu luyện là công pháp gì? Bạch tiền bối biết phân thức tử tiền bối am hiểu cái gì không? Tu luyện là cái gì thuộc tính công pháp? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân xoa cầm suy tư một lát, nếu như muốn nói Vân Tước Tử am hiểu cái gì. Nàng tương đối am hiểu tác tử, tu luyện công pháp phải cùng băng hệ có quan hệ. Am hiểu tác tử không phải Tam Lãng Tiền Bối sao?" Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối phân thân nói, "Nàng tác tử phương thức cùng Tam Lãng khác biệt, nàng mỗi lần tác tử đều là hướng về phía muốn chết phương thức đi. Chết như thế nào nhanh, nàng liền làm sao tác." "Nào sẽ chết a?" Tô thị A thập lục nhíu mày nói. Đúng vậy, nhưng là nàng một mực sống đến bây giờ. Bạch tiền bối nói. Tống thư hàng đột nhiên nhớ tới cuồng đao tam lãng tiền bối một câu danh ngôn, yêu tác tử người, đồng dạng vận khí cũng sẽ không quá kém. Bởi vì vận khí kém, tác tử sau liền thật đã chết rồi. Cho nên, lưu lại đều là vận khí mạnh. Vũ Nhu Tử nhấc tay nói. Vũ Nhu Tử trả lời hảo có đạo lý. Tô Thị A Thập Lục bình tĩnh nói, chủ đề lệch chúng ta đang thảo luận muốn làm sao cho con mắt này bổ sung năng lượng. Muốn cho hắn sung làm tử năng sao, Tống Thư Hàng đậu đen rau muốn nói. Tô Thị A Thập Lục nói, vừa rồi Bạch Tiền Bối nói qua, phân thức tử tiên tử tu luyện công pháp cùng, băng hệ có quan hệ, có lẽ có thể thử một chút. Bất quá ta không phải băng hệ, ta là hỏa, lôi hệ, Tống Thư Hàng nhún vai. Vũ Nhu Tử, ta cũng không phải băng hệ. Bạch Tiền Bối, ta am hiểu thổ hệ, băng hệ là tương đối tiểu chúng thuộc tính. Úc ục EA a a đần, lúc này, một thanh âm sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền phát hiện tạo hóa tiên tử hư ảnh chính phủ sau lưng hắn, như ẩn như hiện. Tạo hóa tiên tử cũng bị nhốt tiến đến rồi, Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử, nàng một mực phụ thân ở trên thân thể ngươi, ngươi bị giam tiến đến, nàng tự nhiên cũng tiến vào. Cái kia tạo hóa Pháp Vương làm sao bây giờ? Thích ca mâu ni không có tạo hóa tiên tử, hắn tiếng ca liền không có, phá tâm ma kiếp, thuộc tính. Cái kia tu chân giới dược hoàn, Tống Thư Hàng nói. Hắn nhớ kỹ tạo hóa tiền bối trận kia, phá tâm ma kiếp, buổi hòa nhạc thí nghiệm sau khi thành công, liền nhận được rất nhiều tu chân đại lão môn phái mời. Sau đó, đấu chiến Phật Tông vì tạo hóa Pháp Phương An Bài, tu chân giới lưu động buổi hòa nhạc. Mà bây giờ tạo hóa tiên tử cùng hắn cùng một chỗ bị giam tiến đến, Tạo hóa pháp phương buổi hòa nhạc cũng chỉ có lực phá hoại, không có phá tâm ma kiếp thuộc tính. Đến lúc đó, tạo hóa pháp phương tu chân giới lưu động biểu diễn, hội nhất định hội huyết triển một đường. Ngẫm lại liền đáng sợ. A ngốc tạo hóa tiên tử tiếp tục nói, tống thư hàng, ta cảm giác nàng đang mắng ta. Đây là tạo hóa tiên tử nhân cách ha, không cách nào bình thường cùng người giao lưu, tống tiền bối người khẳng định là ảo giác. Vũ nhu tử lên tiếng an ủi. Tống A đần tạo hóa tiên tử phát ra tiếng nói. Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng khóe miệng co giật, nhìn về phía Vũ Nhu Tử hiện tại thế nào. Vẫn là trùng hợp. Tô Thị A thập lục che miệng cười khẽ. Bạch tiền bối phân thân, tạo hóa tiên tử phát hiện cái gì không? Yê -e ao gục tạo hóa tiên tử nháy nháy mắt. Bạch tiền bối phân thân, Thư Hàng, người đem, vân thức tử chi nhãn, giao cho tạo hóa tiên tử thử một chút. Tạo Hóa Tiên Tử chỉ là hư ảnh trạng thái đi, nàng có thể cầm ở đá quý. Tống thư hàng đem Vân Tước Tử chi nhãn đẩy tới. Chương 1326, sẽ không móc con mắt đại năng không phải tốt tiền bối. Tạo Hóa Tiên Tử thật đúng là tiếp nhận đá quý, có trời mới biết nàng hiện tại đến cùng là trạng thái gì. Tiếp nhận đá quý phía sau Tạo Hóa Tiên Tử đưa tay hất lên. Sau một khắc, Vân Tước Tử chi nhãn ném ra. Tiên thuyền môn còn mở. Vân Tước Tử Chi Nhãn bị ném ra tiên thuyền. "Vọng Thiên, Tống thư Hàng kêu lên, hắn thả người nhảy lên, theo sát Vân Tước Tử Chi Nhãn, nhảy ra ngoài, đoạt ở Vân Tước Tử Chi Nhãn." Hắn cùng con mắt cùng một chỗ rơi vào tiên thuyền bên ngoài. Tống thư Hàng thuận lợi tiếp được Vân Tước Tử Chi Nhãn, bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, màu đen hoa sen lơ lửng ở dưới chân hắn, nâng thân hình của hắn. "Tạo hóa tiên tử, làm cái gì nha?" Tống thư Hàng bất mãn nói. Cái này con mắt mặc dù không biết có cái gì công hiệu, nhưng thứ này nói không chừng là tam lãng tiền bối, đối vị kia Vân Tước Tử tiên tử sau cùng tưởng niệm chi vật, hắn chuẩn bị muốn giao cho cuồng đao tam lãng tiền bối. A, à, 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 kéo tác tạo hóa tiên tử hát lên. Mà đúng lúc này, trong hư không, mê vụ không ngừng hướng phía Vân Tước Tử chi nhãn tràn vào. Những cái kia tràn đầy tử khí, mê vụ tranh nhau chen lấn vào tới, tại tống thư hàng trên không tạo thành một cái vòng xoáy, điên cuồng rót vào theo tử khí rót vào, nguyên bản màu lam vân tức tử chi nhãn bị nhiễm lên tầng một màu đen. Lại một lát sau, nguyên bản con người màu xanh lam hóa thành màu đen. Những này tử khí cùng sương mù, chính là kích hoạt, vân tức tử chi nhãn, nguồn năng lượng. Vị kia thần bí vân tức tử tiền bối tu luyện công pháp chẳng lẽ cùng tử vong hệ có quan hệ. Thư hàng, người còn tốt đó chứ? Bạch tiền bối phân thân hỏi. Không có vấn đề, vân tước tử chi nhãn kích hoạt lên. Tống Thư Hàng vùng vẩy trong tay màu đen tinh toản. Vũ Nhu Tử, Tống Tiền Bối, phát hiện cái gì đặc thù chức năng sao? Có thể hay không giống thánh nhân chi nhãn đồng dạng để cho người ta mang thai? Tống Thư Hàng, công năng ta còn không biết, nàng còn tại không ngừng hấp thu tử khí cùng sương mù. Không biết lúc nào mới có thể kích hoạt. Đang khi nói chuyện, biến thành màu đen, vân tước tử chi nhãn, bình tĩnh trở lại. Trong hư không tử khí, sương mù cũng không còn tràn vào, bổ sung năng lượng hoàn thành. tô thị a thập lục hỏi tống thư hàng gật đầu nói xem bộ dáng là năng lượng tràn đầy như vậy tiếp xuống trình tự phóng thích đi để cho ta nhìn xem ngươi có được cái gì năng lực đặc thù hắn đem vân tước tử chi nhãn nhắm ngay xa xa hư không dùng sức huy động chỉ là vân tước tử chi nhãn không có một chút phản ứng kích hoạt thất bại mời một lần nữa kích hoạt vũ nhu tử nói tô thị a thập lục thư hàng ngươi về tới trước đi lại nghiên cứu một chút cái này vân tước tử chi nhãn phải dùng làm sao. Dù sao đoàn người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tìm một chút chuyện làm cũng tốt. Tống thư hàng xấu hổ thu hồi vân tước tử chi nhãn, đạp trên hoa sen, mấy bước nhảy về tiên trong thuyền. Hắn đem biến thành màu đen, vân tước tử chi nhãn, phóng tới tiên trong đò tiểu trên bàn trà, sau đó bạch tiền bối phân thân, tô thị A thập lục, vũ nhu tử vây quanh bàn trà ngồi, nghiên cứu con mắt này đến cùng có làm được cái gì. Tạo hóa tiên tử lần này không tiếp tục phát ra tiếng, nàng chỉ là lặng lặng tung bay sau lưng Tống thư hàng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tô thị A thập lục giả thiết nói, có phải hay không là bên ngoài cái này quái, Kết tinh, vấn đề, tựa như là ăn bánh mì trước muốn mở ra đóng gói túi đồng dạng, chúng ta muốn sử dụng vân tức tử chi nhãn, liền muốn trước đem kết tinh đập nát. Vũ nhu tử, vậy chúng ta thử một chút. Nàng vươn tay quán chú tiên thiên chân nguyên dùng sức đâm về, vân tước tử chi nhãn. Khi tiếng sắt thép pha chạm, vũ nhu tử dùng sức một kích lại pháp tại kết tinh thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Quá cứng, vũ nhu tử vuốt vuốt ngón tay của mình. Bạch tiền bối phân thân nói, ta đi thử một chút. Hắn đưa tay gọi đến lưu tinh kiếm, nhắm ngay, vân tước tử chi nhãn, cẩn thận từng ly từng tí cắt tới. Cắt, kết tinh bị lưu tinh kiếm chém trúng phía sau vỡ vụn ra, lộ ra bên trong cái kia ánh mắt đen láy con mắt này phảng phất như là sống đồng dạng tỏa ra bạch tiền bối bộ dáng cắt ra tiếp xuống thử lại lấy kích hoạt hắn nhìn xem vũ nhu tử nói bạch tiền bối phân thân cầm lấy con mắt này cẩn thận nâng hắn ước chừng một lát sau bạch tiền bối phân thân nói có lẽ ta biết con mắt này phải dùng làm sao phải dùng làm sao tống thư hàng hiếu kỳ nói các ngươi ai muốn đổi con mắt bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Móc trong mắt chơi sao? Tống Thư Hàng vô ý thức trả lời gần nhất hắn nhìn thấy, trong mắt, phản ứng đầu tiên chính là viễn cổ đại năng đều ưa thích móc trong mắt chơi đùa. Không chịu móc bản thân trong mắt chơi đại năng không phải một cái tốt tiền bối. Ta mặc dù rất muốn thử một chút, nhưng con mắt của ta không thể đổi. Vũ Nhu Tử hì hì cười một tiếng, chỉ mình con mắt nói, con mắt của ta có một môn đặc thù đồng thuật, đổi không được. Tô Thị A Thập Lục cũng lắc đầu, ta không muốn thay đổi ánh mắt của người khác. Tống Thư Hàng, sẽ không cần ta tới đi. Người muốn đổi không? Bạch Tiền Bối phân thân hỏi. Tống Thư Hàng lắc đầu, kỳ thật, ta đối với mình con mắt vẫn tương đối hài lòng. Đổi dù sao còn có thể đổi lại, sợ cái gì? Bạch Tiền Bối phân thân nói. Nếu như hắn không phải là chia thân trạng thái lời nói, hắn nói không chừng đã móc trong mắt thay cái chơi đùa. Tô Thị A Thập Lục nghĩ nghĩ, Nói cái kia để ta tới đi. Không không không, vẫn là ta tới đi, ta ra dày thịt béo, đối thống khổ nhẫn nại trình độ tương đối cao. Tống thư hàng đối Tô thị A thập lục nói: "Nào có giống như ngươi hình dung bản thân." Tô thị A thập lục nói. Tống thư hàng cười ha ha một tiếng, nói cái kia bạch tiền bối, chúng ta muốn tiến hành giải phẫu sao? Chúng ta bây giờ không có tiến hành giải phẫu điều kiện, dụng cụ đều không có. Trực tiếp móc con mắt, sau đó thay đổi lại thêm mấy cái chỉ rũ thuật. Mặt khác, trình lâm tiên tử ngày đó tự lành pháp người nắm giữ không. Đang tiếp thụ chỉ rũ thuật đồng thời lại vận chuyển tự lành pháp, mới con mắt rất nhanh liền có thể dùng. Bạch tiền bối phân thân nói. Trình lâm bây giờ không phải là tiên tử, tống thư hàng thăm thẳm thở dài. Bạch tiền bối. Ta hiện tại chính là trình lâm, tống thư hàng thở dài. Bạch tiền bối phân thân, cái gì? Trình lâm là cái đạo hiệu, liên cùng số lượng tu một mạch đồng dạng. Bởi vì một ít nguyên nhân, cái này đạo hiệu hiện tại để ta tới kế thừa." Tống Thư Hàng nói. "Tô thị A thập lục, cứ như vậy, ngươi lại khôi phục bảy cái đạo hào rồi." Tống Tiền Bối cố gắng, hai người chúng ta cùng một chỗ hướng phía 365 cái đạo hiệu cố gắng." Vũ Nhu Tử nói. "Tống Thư Hàng, Tô thị A thập lục hỏi, trong mắt muốn làm sao móc?" "Trực tiếp móc sao?" Nàng càng để ý chính là chuyện này giao cho ta đi, bạch tiền bối phân thân nói. hắn vươn tay ra đặt tại tống thư hàng hốc mắt trái. sau đó hắn thu tay lại, tống thư hàng mắt trái liền không có. a, à, không có chút nào đau nhức, tống thư hàng kinh ngạc nói. một điểm gây tê thủ đoạn nhỏ, bạch tiền bối phân thân mỉm cười nói. hắn đưa bàn tay bên trong, tống thư hàng chi nhãn chứa vào một cái trong hộp ngọc nhỏ, phòng ấn bảo tồn. tiếp đó ta đem vân tước tử chi nhãn cho ngươi lắp đặt. Lắp đặt phía sau nếu có khó chịu địa phương lập tức nói, ta trước tiên đem hắn một lần nữa lấy xuống. Bạch Tiền Bối lại nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Bạch Tiền Bối lại nâng lên, phân thức tử chi nhãn, đối Tống Thư Hàng hốc mắt trái nhấn tới. Ánh mắt thuận lợi nhét vào Tống Thư Hàng trong hốc mắt. Bạch Tiền Bối thuận tay hai cái trị liệu thuật đuổi theo. Tống Thư Hàng đồng thời vận chuyển Trình Lâm Tự Lành Pháp. Lúc đầu hắn Trình Lâm Tự Lành Pháp mới vừa vận nhập môn nhiều nhất lớn lên phát, lông mày cái gì. Mà lần này, có thể là hắn kế thừa, trình lâm, cái này đạo hiệu nguyên nhân, vận chuyển trình lâm tự lành pháp có tác dụng trong thời gian hạn định quả đặc biệt tốt. Tốt đến vượt qua chính hắn cùng bạch tiền bối phân thân dự kiến hắn bị móc rơi mắt trái, trọng sinh. Cái này lúng túng, đã bị lấp một đầu, vân tước tử chi nhãn, hiện tại hắn bản thân bị móc rơi con mắt lại lần nữa dài đi ra một con mắt vành mắt bên trong có thể dung không hạ hai cái ánh mắt. Hốc mắt cảm giác muốn phát nổ. Bạch tiền bối, trình lâm tự lành pháp hiệu quả bổng qua hết đầu, con mắt của ta vừa dài đi ra. Tống thư hàng vội vàng nói. Bạch tiền bối phân thân, ta thấy được, đừng nhúc nhích, ta lập tức đem, vân tước tử chi nhãn, một lần nữa lấy ra. Hắn lần nữa đưa tay đặt tại tống thư hàng hốc mắt trái, ý đồ đem vân tước tử chi nhãn lấy ra. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng trong hốc mắt phát sinh biến hóa. Hắn cái kia, tân sinh, con mắt hòa tan ra. Tựa như chúng, diệt phượng công tử, bí pháp đồng giạc, hóa thành chất lỏng, đem vân tước tử chi nhãn bao vây lại. Hai con mắt hòa làm một thể. Sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác mình mắt trái thị giác trở về. a à, xong rồi, Tống Thư Hàng nói. Hắn thử nháy nháy mắt, nhắm lại mắt phải của chính mình. Mắt trái thị giác khôi phục, cùng mắt phải đồng dạng. Thậm chí nhìn thấy đồ vật còn biến càng thêm rõ ràng. Vậy mà dung hợp, bạch tiền bối phân thân nói, người bây giờ thử một chút, kích hoạt con mắt này. Hiện tại hắn đã kích hoạt lên, nhưng ta không có cảm giác được bất kỳ đồng thuật. Ngoại trừ nhìn thấy đồ vật rõ ràng điểm, tống thư hàng nhún vai. Người vận chuyển chân khí lại đến tiên thuyền bên ngoài, tiếp xúc tử khí cùng xương mù sám thử một chút. Bạch tiền bối phân thân nói, ta đi thử xem, Tống Thư Hàng đi vào tiên thuyền cổng, đem đầu kiếm ra đi. Sau một khắc, hắn phát hiện bên ngoài những cái kia, sương mù cũng không còn cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Mắt trái của hắn, có thể không nhìn những cái kia sương mù, xem thấu toàn bộ tối tăm mờ mịt thế giới. Phía ngoài sương mù đã không cách nào lại ngăn cản tầm mắt của ta. Trừ cái đó ra, không có phát hiện cái khác công năng, ta thử lại lấy rót vào chân nguyên nhìn xem. Tống Thư Hàng nói, sứt lời, hắn vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên chân nguyên hướng hốc mắt chỗ rót vào lần này cùng tống thư hàng hòa làm một thể phía sau cái này vân tước tử chi nhãn có thể tiếp nhận tiên thiên chân nguyên năng lượng có biến hóa có lẽ ta có thể đem hắn kích hoạt lên tống thư hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tăng cường tiên thiên chân nguyên tiếp tục rót vào mắt trái đem năng lượng liên tục không ngừng rót vào phía sau tống thư hàng thân thể phát sinh biến hóa mắt trái màu đen rút đi dần dần khôi phục là màu lam đồng thời tống thư hàng tóc cũng bắt đầu biến hóa hắn tóc đen không ngừng tăng trưởng nhan sắc cũng bắt đầu biến thành màu lam cũng chính là thời gian mấy hơi thở tống thư hàng tóc một mực dài đến đầu gối chỗ dày đặc như là áo choàng không chỉ có là tóc còn có lông mày của hắn lông nghi đều biến thành màu lam đặc biệt là lông nghi biến vừa dài lại mật tống thư hàng đây là cái gì thao tác phương thức chương 1327, tai nạn cửa quy. Bạch tiền bối phân thân nói, thư hàng, hình dạng của ngươi. Biến thành vân tước tử bộ dáng. Vân tước tử tiên tử phụ thể. Vũ Nhu tử hỏi. Tống thư hàng lắc đầu, không, ý thức của ta còn rất thanh tịnh không bị đến bất kỳ quấy nhiễu. Ngoại trừ màu tóc, tóc cùng lông mi biến hóa bên ngoài, có địa phương khác khó chịu sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Tống Thư Hàng nói, không có bất kỳ cái gì khó chịu, mà lại, ta từ trong mắt trái cảm giác được khổng lồ sinh cơ. Loại này sinh cơ nồng đậm cảm giác, để hắn cảm giác mắt trái rất dễ chịu. Vũ nhu tử, tống tiền bối, cái này, vân tước tử chi nhãn, hấp thu là tử khí A. Vì sao lại biến thành khổng lồ sinh cơ? Con mắt này bên trong có không có cùng, nhau ra thánh nhân chi nhãn, đồng dạng ghi chép pháp thuật gì? Tô Thị A thập lục hỏi. Không có bất kỳ cái gì pháp thuật cảm giác, dạng này qua khảo nghiệm đi không phải biện pháp, ta phải dùng chính mình thủ đoạn đến phân tích con mắt này. Tống Thư Hàng hít sâu một hơi, hắn cởi tay trái mình, mộc nghiêu kiếm khách ái tâm bao tay. Đồng thời, tay phải, nghị kình võ sĩ quyền sáo, thượng bổ sung kình thân hóa lộ chú chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đưa tay trái ra đặt tại mắt trái của chính mình bên trên. Xem xét bí pháp khởi động. Trước kia thi triển xem xét bí thuật thời điểm, sẽ có phù văn màu vàng từ trong ánh mắt của hắn chảy ra, rơi vào bị giám định vật thể bên trên. Lần này thì là từ mắt phải của hắn bên trong có phù văn chảy ra, quấn cái cong, rơi vào mắt trái hạt châu bên trên. Kim sắc đồng hồ xuất hiện, kim đồng hồ nghịch chuyển. Xem xét thành công. Tống thư hàng trong tay trái lăng không hiển hiện hơn 10 đạo vết thương. Nơi giám định cần trả ra đại giới không tính quá lớn. Kinh thân hóa lộ chú khởi động, chữa trị quang mang tại tống thư hàng trong tay trái quấn quanh, khôi phục trên cánh tay của hắn vết thương. Đồng thời, xem xét kết quả hiển hiện đầu óc hắn. Huyền nữ môn vân tước tử mắt trái, thuộc về vân tước tử một bộ phận, bởi vì nhận, đặc thù lực lượng, ảnh hưởng, con mắt này có được kỳ diệu tác dụng. Khi nó tồn chữ đầy đủ, tử khí, phía sau sẽ đem tử khí chuyển hóa làm sinh cơ. Đây là chế tác, phục sinh pháp khí, thượng tài liệu tốt, trước mắt đã cùng, bá tống huyền thánh, khóa lại. Con mắt này nhận đặc thù lực lượng ảnh hưởng, có được sắp chết khí chuyển hóa làm sinh cơ thuộc tính có thể dùng hắn đến chế tác phục sinh pháp khí. Hắn bây giờ cùng ta khóa lại, Tống thư hàng lên tiếng nói. Phục sinh pháp khí vật liệu, thì ra là thế, bất quá phục sinh đạo cụ chế tác không quá dễ dàng. Chờ chúng ta tìm tới đi ra biện pháp, ta giới thiệu vị đạo hữu cho ngươi chế tác. Thu phí có thể sẽ tương đối cao, Bạch Tiền bối nói. Vũ Nhu tử nói, bất quá chúng ta lúc nào mới có thể ra đi. Rồi sẽ tìm được biện pháp. Ta tuyệt đối sẽ không ở chỗ này thượng một vạn năm." Tống Thư Hàng nói. "Tô thị a thập lục suy tư nói, nhận đặc thù lực lượng ảnh hưởng, là cái gì lực lượng?" "Khó nói là cùng thư hàng dung hợp phía sau chịu ảnh hưởng." "Ta nghĩ hẳn không phải là quan hệ của ta đi, ta vẫn chỉ là tứ phẩm tu sĩ, nhưng không có để cho người khác khí quan biến dị lực lượng." Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, lại có một đoạn xem xét kết quả hiện lên ở đầu óc hắn bởi vì nhận đặc thù lực lượng ảnh hưởng khi con này vân tước tử chi nhãn rời đi chủ nhân của nó phía sau hội dẫn tới tai nạn cửa quy hắn hội thôn vệ hết vân tước tử chi nhãn xin chú ý an toàn dẫn tới tai nạn cửa quy là cái gì tống thư hàng cứ thế nói bạch tiền bối phân thân cái gì vân tước tử chi nhãn rời đi chủ nhân phía sau hội dẫn tới tai nạn cửa quy hắn hội thôn vệ hết vân tước tử chi nhãn phải chú ý an toàn tống thư hàng trả lời Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, tai nạn cửa quy. Nghe rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá, chúng ta bây giờ chính bị, thiên đạo, quan tiểu hồi phòng, cho dù có tai nạn cửa quy, cũng không có khả năng xâm nhập đến nơi đây a. À. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Bạch tiền bối phân thân, tai nạn cửa quy, bị thoát ly chủ nhân, vân tức tử chi nhãn, hấp thu. Loại này thiết lập, đơn giản tựa như là chuyên môn vì vân tức tử giải quyết tốt hậu quả đồng dạng vân tước tử thân thể nào đó bộ phận bị mất liền sẽ có tai nạn cự quy đến đây đưa nàng thân thể mất đi bộ phận xử lý sạch tô thị a thập lục suy nghĩ phía sau nói vì phòng ngừa ngoài ý muốn thư hàng ngươi vẫn là đem chính mình con mắt đổi lại đi có đạo lý tống thư hàng nói bạch tiền bối phiền phức đem ta con mắt lại móc ra đi bạch tiền bối xòe bàn tay ra mò về tống thư hàng hốc mắt tay của hắn vừa tìm được một nửa đột nhiên có to lớn miệng đột nhiên xuất hiện Miệng này so tiên thuyền còn muốn khổng lồ, đối tống thư hàng cắn một cái dưới. Bạch Tiền Bối phân thân đưa tay một phách, đem Tống thư hàng đánh bay ra ngoài. Đồng thời bên người Lưu Tinh kiếm tế ra, bốc lên Vũ Nhu tử, Tô thị A thập lục dẫn các nàng vội vàng thối lui. Cuối cùng, Bạch Tiền Bối thân hình xuất khí nhất chuyển, một cái càn quét chân đá vào miệng biên giới. Phanh, tấm kia miệng lớn bị đá lệch ra. Miệng lớn vẫn như cú hung hăng cắn xuống trực tiếp đem bạch tiền bối tiên thuyền cắn thành mảnh vỡ lưu tinh kiếm mang theo vũ nhu tử tô thị a thập lục thối lui đến vài trăm mét bên ngoài tống thư hàng đồng dạng bị bạch tiền bối đập tới trăm mét dư sau ô miệng lớn phát ra một tiếng gào thống khổ cái này ra hỏa ra quá cứng bạch tiền bối phân thân thả người hướng lên lại nhìn phía đã vỡ thành một chỗ tiên thuyền ta thích nhất tiên thuyền là cái gì cái này tử vong thế giới bên trong còn giam giữ cái khác tồn tại sao Tống Thư Hàng nói, xuyên thấu qua, vân tước tử chi nhãn, hắn có thể nhìn thấu mê vụ. Hắn nhìn về phía miệng lớn vị trí. Ở nơi đó, có một đầu cự quy lơ lửng, cửa quy trên lưng là từng khối kim trúc cảm nhận bong thuyền, cái đuôi của nó rất dài, linh hoạt như rắn. Trên người nó có từng mai từng mai phù văn cổ xưa, mỗi một mai phù văn đều đại biểu cho tai nạn, tử vong, nhưng là tại cửa quy chóp đuôi thượng tinh hạch bên trong, lại hiện lên vô cùng to lớn sinh cơ dẫn tới tai nạn cực quy, Tô Thị A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử đồng dạng thấy rõ cực quy bề ngoài. Các nàng xem nhận mê vụ quấy nhiễu, không quá lớn rùa xuất hiện thời điểm, chung quanh, tử khí, mê vụ toàn bộ bị trên lưng nó phù văn hấp dẫn, trong thời gian ngắn tạo thành một mảnh chân không khu. A Thập Lục cùng Vũ Nhu Tử có thể thấy rõ cửa quy hình dạng. Cái này cực quy thật có thể xuyên qua, thiên đạo, phòng tối. Vũ Nhu Tử nói. Bạch tiền bối phân thân đứng lơ lửng trên không, ha 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 ha, đây đối với chúng ta tới nói là một tin tức tốt. Đã cái này cử quy có thể đi vào, vậy liền đại biểu cho thiên đạo, phòng tối cũng không phải vạn năng, luôn có biện pháp có thể đột phá. Giống cử quy lắc đầu, phun ra trong miệng tiên thuyền mảnh vụn. Tiếp theo, ánh mắt của nó lại rơi vào tống thư hàng trên thân. Đông 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 ô ô ô cử quy trên thân vang lên hai loại quỷ dị thanh âm. Cái kia đông 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 thanh âm nghe giống như là trống to tại sao động, mà cái kia ô ô ô thanh âm nghe nhưng có chút giống là đạp chân ga thanh âm là ảo giác sao tống thư hàng suy nghĩ chuyển động thời điểm cự quy đã đối với hắn phát khởi công kích hắn thô to cước bộ mở ra khoảng cách mấy trăm mét đối với nó tới nói bất quá là một cái thân vị hắn hướng về phía trước va chạm liền vọt tới tống thư hàng trước mặt sau đó há miệng hướng hắn cắn xuống tống thư hàng chân đạp hoa sen thả người tránh né hướng cự quy trên lưng nhảy xuống Thư Hàng, cự quy muốn là, vân tước tử chi nhãn, đem con mắt lấy xuống. Tô Thị A Thập Lục lớn tiếng kêu lên. A Thập Lục nói sự, Tống Thư Hàng bản thân cũng nghĩ đến, hắn cũng muốn đem chính mình mắt trái cho móc đi ra, nhưng bây giờ hắn vội vàng tránh né, ở đâu ra thời gian móc trong mắt. Để ta chặn lại hắn, người móc trong mắt, Bạch Tiền bối thân hình một cái trước mắt, xuất hiện tại cự quy đỉnh đầu. Không quá lớn dù hình thể quá to lớn trong tay hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy tiện tay binh khí. Lúc này, Bạch Tiền Bối phân thân đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn công đức chi thụ ngưng tụ với hắn sau lưng. Có chút thời gian không thấy, công đức chi thụ càng phát ra lớn mạnh, phía trên mọc đầy công đức dương mai. Bạch Tiền Bối đưa tay ôm lấy công đức chi thụ, huy động hắn dùng sức quét ngang. Phanh! Cửa quy không tránh kịp, bị một cây quét trúng đầu ô hắn phát ra quái khiếu, đầu bị đánh lệch ra, cổ xoay thành u chữ. Tống thư hàng thừa cơ cắn răng dùng sức móc ở mắt trái của chính mình châu, nhẫn tâm đem hắn móc ra. Không có bạch tiền bối gây tê thủ đoạn, móc trong mắt tư vị quả nhiên đau quá, đau chua thoải mái. Đem, vân tước tử chi nhãn, móc xuất thủ, tống thư hàng hít sâu, dùng sức đem hắn hướng phía rùa đuôi nơi xa ném đi. Bạch tiền bối phân thân gấp, đừng ném a ném ra bên ngoài liền bị cái này cự quy ăn hết. Đây chính là chính chúng ta lấy được trong mắt, dựa vào cái gì muốn không công bị hắn ăn hết. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối phân thân đầu ngón tay bắn ra một thanh, duy nhất một lần phi kiếm, bắn về phía vân tước tử chi nhãn. Cự quy tại tống thư hàng ném ra con mắt thời điểm, liền cưỡng ép đem chính mình bị đánh thành u hình dáng đầu kéo về, đột nhiên quay đầu đuổi theo con mắt. Nhưng bạch tiền bối phi kiếm tốc độ so với nó đầu động càng nhanh, hơn lướt lên, Vân Tước Tử Chi Nhãn liền hướng nơi xa bay đi. Ô ô tai nạn cửa quy đại kêu một tiếng, quay đầu hướng duy nhất một lần phi kiếm, vị trí xúc động. Đối với nó tới nói, thu hồi Vân Tước Tử Chi Nhãn mới là chuyện trọng yếu nhất. Tống thư hàng thừa cơ nhảy lên, từ mai rùa thượng nhảy xuống. Đừng xuống tới nha, chúng ta nói không chừng còn muốn lợi dụng cái này tai nạn cửa quy rời đi cái này phòng tối đây. Bạch Tiền bối lại kêu lên, Tống Thư Hàng. Bạch tiền bối thân hình lướt lên, bắt lấy Tống Thư Hàng, đồng thời ngón tay nhất câu, lưu tinh kiếm nhanh chóng lao đến. Chúng ta đuổi theo cự quy, cũng không thể để nó chạy. Bạch tiền bối nói. Duy nhất một lần phi kiếm mang theo, vân tước tử chi nhãn, ở phía trước bão táp. Tai nạn cự quy theo ở phía sau mạnh mẽ đâm tới. Bạch tiền bối phân thân dùng lưu tinh kiếm mang theo tống thư hàng ba người, dán tại cự quy sau lưng. Cái này tai nạn cửa quy là cảnh giới gì?" Tô thị A thập lục hỏi. Bạch Tiền Bối phân thân nói, căn bản nhìn không ra cảnh giới, hắn nhìn qua không giống như là sinh vật. "Bạch Tiền Bối, chúng ta muốn đi theo cửa quy đằng sau bay bao lâu?" Tống thư hàng hỏi. Phía trước dẫn đường, duy nhất một lần phi kiếm cũng là thụ Bạch Tiền Bối khống chế, Bạch Tiền Bối muốn làm gì? "Còn nhớ rõ ta trước đó nói qua sao, chúng ta vị trí không gian là một cái hình khuyên rắn không gian, đầu rắn cắn đuôi rắn, điểm cuối cùng chính là khởi điểm. Ta muốn thấy nhìn cái này tai nạn cự quy có thể hay không xông phá, hình khuyên rắn không gian, hạn chế. Bạch tiền bối phân thân nói, đến giới hạn, kế tiếp là nghiệm chứng kỳ tích thời điểm. chương 1328, đầu năm nay không có cái kế hoạch ABC cái nào có ý tốt đi ra gây sự. Đi vào đi, bạch tiền bối ngón tay vẩy một cái. Phía trước nhất dẫn đường, duy nhất một lần phi kiếm tại đạt tới giới hạn thời điểm đột nhiên cải biến phương hướng rán hình khuyên rắn không gian bức tường ngăn cản hướng lên đi vòng quanh mà theo sát tại sau lưng nó tai nạn cửa quy hãm không được một đầu đụng vào đến giới hạn bên trong sau một khắc không gian pháp tắc khởi động tai nạn cửa quy thân hình lập tức bị truyền tống đến hình khuyên rắn không gian khởi điểm a à, không có đụng nát không gian bức tường ngăn cản cái này ra hỏa so với ta tưởng tượng yếu nhược gà a bạch tiền bối phân thân nói vũ nhu tử bạch tiền bối hắn không phải gà là yếu rùa bạch tiền bối phân thân có lẽ là nhận lấy kích thích tai nạn cự quy lại cố chấp cuồn cuộn mà tới hướng về phía vân tước tử chi nhãn chấp nhất tiến lên tai nạn cự quy trí lực không cao hành động tiếp cận bản năng đối với nó mà nói trọng yếu nhất sứ mệnh chính là ăn hết thoát ly vân tước tử thân thể thân thể Bạch tiền bối phân thân khống chế, duy nhất một lần phi kiếm, lơ lửng tại không gian giới hạn biên giới, tiếp tục chờ tai nạn cử quy tới gần. Tại tai nạn cự quy lần thứ hai vào tới không gian giới hạn biên giới, ngẩng đầu cắn về phía duy nhất một lần phi kiếm lúc, bạch tiền bối ngón tay lần nữa hơi nhíu. Tai nạn cử quy lại một lần đụng vào đến bức tường ngăn cản bên trong. Nhưng lần này, tai nạn cử quy đại tiếng giống giận, hắn hé miệng đối không gian dùng sức khẽ cắn hình khuyên rắn không gian bức tường ngăn cản tựa hồ cũng bị cắn rơi mất một khối nhưng cùng lúc tai nạn cự quy thân hình lần nữa bị không gian pháp tắc đưa về đến khởi điểm ta thu hồi phía trên lời nói cái này ra hỏa không có chút nào yếu rùa rất đáng tin bạch tiền bối phân thân nói dứt lời hắn khống chế duy nhất một lần phi kiếm trở lại bên cạnh mình tiếp lấy hắn lại tế ra một thanh duy nhất một lần phi kiếm đưa vào bị tai nạn cự quy cắn rơi một khối không gian bức tường ngăn cản bên trong chuôi thứ hai duy nhất một lần phi kiếm đâm vào không gian bức tường ngăn cản bên trên đâm một cái hoa lạp 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 trong hư không có đại lượng vật chất từ cái kia lỗ hồng bên trong phun ra có thành tựu khối thành khối thiên thạch có màu đen như mực độc thủy còn có rất nhiều đồ vật loạn thất bát tao bạch tiền bối phân thân điều khiển lưu tinh kiếm tránh đi độc thủy thủy chiều những vật này là chuyện gì xảy ra vũ nhu tử hỏi các ngươi không ngờ thiên đạo phòng tối bên trong quá sạch sẽ sao chúng ta chỗ trong không gian còn tốt hơn một số chỉ ít còn có chút tử khí cùng xương mù xám trước đó bị mở ra hai cái phòng tối cùng tiểu bạch phòng bên trong không có thứ gì thiên đạo phòng tối bên trong trước kia khẳng định cũng quan hơn người a vì cái gì thứ gì đều không lưu lại chúng ta bị giam tại phòng tối bên trong phía sau liền lưu lại không ít thứ ta duy nhất một lần phi kiếm, còn có tiên thuyền mảnh vỡ. Cho nên ta suy đoán, thiên đạo phòng tối nhất định có thanh lý tạp vật trang bị, tất cả tạp chất đều bị thanh lý an trí vào chỗ nào đó. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng, những này chính là tạp chất. Không thể nói nhất định là tạp chất, nói không chừng bên trong sẽ có bảo vật tồn tại. Nếu có cường giả bị giam phòng tối, cuối cùng chết giả ở cái không gian này lời nói, vậy hắn trên người di vật, pháp bảo, Thậm chí nếu như cường giả này là thú tu hoặc là yêu tu tộc, nó hướng nhục thân đều là bảo vật vật. Bạch Tiền bối phân thân giải thích nói, chỉ cần thuận có phát sinh qua đại chiến truyền thuyết chi địa đi đào bảo, liền nhất định có thể đào được bảo vật. Đây chính là ta ở trong không gian tầm bảo, đào quáng mỗi lần đều có thể thu hoạch không ít bí mật. Đây không tính là là bí mật A. À. Dù là ta cái này đối đào bảo hoàn toàn không biết gì cả người đều biết, loại này phát sinh qua truyền thuyết địa phương lại càng dễ tìm tới bảo vật đây cơ hồ là thường thức a tống thư hàng nội tâm đậu đen rau muống những này thiên thạch độc thủy bên trong hội có dấu bảo vật tô thị a thập lục hỏi bạch tiền bối phân thân khẳng định trực giác của ta nói cho ta biết chỉ cần chúng ta có kiên nhẫn nhất định có thể tìm tới hài lòng bảo vật tống thư hàng vũ nhu tử tô thị a thập lục cùng nhau gật đầu bạch tiền bối trực giác đáng tin thỏa đang khi nói chuyện tai nạn cự quy lần nữa lao đến nhưng lần này, hắn không tiếp tục mạnh mẽ đâm tới tới. Hắn nhìn tròng chọc vào bạch tiền bối phân thân, bởi vì, vân tước tử chi nhãn, tại bạch tiền bối phân thân trong tay. Bạch tiền bối, lại muốn đem hắn dẫn đi sao? Tống thư hàng hỏi. Bạch tiền bối lắc đầu, không có ý nghĩa, quá tam ba bận. Cho nên, ta nghĩ cùng nó trao đổi một chút. Có thể giao lưu, vũ nhu tử nghi ngờ nói. Tai nạn cự quy, nghe xong danh tự cũng không phải là có thể trao đổi loại hình hắn dừng lại, lần này không có vọt thẳng tới đoạt nuốt, vân tước tử chi nhãn, điều này nói rõ hắn chỉ ít có thể làm mức độ thấp nhất câu thông. Bạch tiền bối phân thân nói, tai nạn cử quy không có động tác, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bạch tiền bối phân thân trong tay duy nhất một lần phi kiếm. Có thể nghe hiểu ta sao? Bạch tiền bối hỏi, tai nạn cử quy không có trả lời, vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm bạch tiền bối trong tay duy nhất một lần phi kiếm. Không có cách nào cấu kết, Vậy chỉ có thể sử dụng kế hoạch B, Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống thư hàng, chúng ta lúc nào có kế hoạch B? Đầu năm nay không có cái kế hoạch A B C, cái nào có ý tốt đi ra gây sự. Bạch Tiền Bối phân thân nói, kế hoạch B, ta hiện tại liền đem viên này, vân tức tử chi nhãn, luyện chế thành phục sinh pháp khí, sau đó lại để cái này tai nạn cự quy thu về. Bất quá, ta chưa từng luyện chế qua phục sinh pháp khí. Nói không chừng hội thất bại bạch tiền bối phục sinh pháp khí coi như luyện chế thành công bị cử quy nuốt mất cũng sẽ mất đi hiệu quả a tống thư Hàng nói cái này cử quy nuốt vào đồ vật sẽ không bị tiêu hóa chúng ta vừa rồi tiên thuyền không phải là bị hắn cắn một cái nát sao tiên thuyền bên trong tồn phóng ta tăng tốc độ pháp khí cái kia pháp khí bây giờ đang ở cử quy trong bụng bình an vô sự không có chút nào tổn thương cho nên chúng ta có thể thử một chút Nói không chừng phục sinh pháp khí bị nuốt vào, cũng có thể bảo trì nguyên dạng. Bạch tiền bối phân thân nói. Cái kia, nếu như ta vạn nhất treo, phục sinh, tống thư hàng hỏi. Liền sẽ tại cử quy trong bụng phục sinh, sau đó người còn muốn cái biện pháp theo nó trong miệng leo ra. Bạch tiền bối phân thân nói. Tống thư hàng lá gan rung động. Không cần lo lắng, người hướng xấu nhất địa phương suy nghĩ. Tại cử quy trong bụng phục sinh, dù sao cũng so triệt để chết mất muốn tốt ra. Mà lại, cửa quy trong bụng rất an toàn không phải sao? Bạch tiền bối phân thân nói. Đang khi nói chuyện, bạch tiền bối phân thân lấy ra rất nhiều vật liệu, muốn tiến hành hiện trường luyện khí. Bạch tiền bối, cứ như vậy ta lại thiếu người thật nhiều tài liệu. Tống Thư Hàng nói, đừng nóng vội, đến lúc đó đào bảo thời điểm, đào được đồ tốt trả lại ta. Mặt khác, dù sao người còn thiếu nợ ta một không gian pháp khí linh thạch, cũng không sợ lại nhiều thiếu điểm. Bạch tiền bối phân thân nói, dạng này bổng chủ nợ, hạng gì để cho người ta cảm động. Bạch tiền bối lại từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một cái cỡ nhỏ đúc khí đài hình dáng đồ vật, ấn tỷ lệ đem vật liệu luyện khí cất kỹ. Trong tay của ta có một bộ lấy, hỏa phượng hoàng chi nhãn, làm chủ tài liệu phục sinh pháp khí dục hỏa trọng sinh chế tạo phương án, dù sao đều là con mắt, liền trực tiếp sử dụng, dùng, vân tước tử chi nhãn, chế tạo pháp khí, dục hỏa trọng sinh, đi. Bạch tiền bối phân thân nói dạng này cũng được, Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tiền bối, dù sao đều là con mắt làm chủ vật liệu. Mà lại trong tay của ta cùng trong mắt có liên quan pháp khí luyện chế phương án cũng chỉ có như thế một loại. Tai nạn cự quy không ngăn cản chúng ta sao? Tống Thư Hàng nhìn về phía cái kia cự quy. Cự quy không nhúc nhích, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm bạch tiền bối, không biết là chuyện gì xảy ra. Mặc kệ hắn, dù sao cuối cùng sẽ đem, vân tước tử chi nhãn, cho nó nuốt vào. Bạch tiền bối phân thân nói. Tai nạn cự quy vậy mà giống như là nghe hiểu lời nói đồng dạng, hai mắt sáng lên sáng lên, ở lại không nhúc nhích. Bạch tiền bối phân thân án lấy, dục hỏa trọng sinh, bản vẽ, bắt đầu chế tạo pháp khí. Cái này phục sinh pháp khí là một kiện mặt dây chuyền. Bên ngoài là từ các loại vật liệu tạo thành vòng tròn, trên đó dùng thất thải chi kim miêu tả ra hỏa phượng hoàng, dục hỏa phục sinh, chân ngôn. Vòng tròn chế tạo xong phía sau lại đem, hỏa phượng hoàng hỏa nhãn, để vào vòng tròn bên trong, tiến hành kích hoạt là đủ. Đây là tinh tế loại pháp khí, chế tạo quá trình không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Tại bạch tiền bối cỡ nhỏ rèn đúc trên đài, mặt dây truyền vòng tròn rất mau đánh tạo thành hình, trong đó vừa vặn có thể buông xuống, vân tước tử chi nhãn. Một bước cuối cùng, bạch tiền bối nói, tống thư hàng, tô thị A thập lục, vũ nhu tử đều chăm chú nhìn mặt dây truyền cái kia đại hải quy cũng đồng dạng nhìn chằm chằm cái này mặt dây chuyền vân tước tử chi nhãn bị bạch tiền bối thận trọng để vào nhưng là pháp khí nhưng không có bị kích hoạt bộ dáng không có cái gì phản ứng thất bại rồi tống thư hàng hỏi ừm ra cái vấn đề nhỏ bạch tiền bối nói ta nhìn kỹ bản vẽ phát hiện pháp khí này muốn một đôi hỏa phượng hoàng chi nhãn tới vậy làm sao bây giờ vũ nhu tử hỏi trong tay bọn họ chỉ có một đầu vân tước tử chi nhãn, cũng không thể lại tìm vân tước tử tiên tử để cho nàng lại móc một đầu ra đi. Cho nên, chúng ta phải dùng những vật khác đến thay thế." Bạch Tiền Bối nói, lấy ra một cái hộp. Cái này bị phong ấn trong hộp, đồng dạng có một con mắt. Con mắt này địa vị đồng dạng không ít, chính là Bá Tống Huyền Thánh mắt trái. "Con mắt của ta," Tống Thư Hàng nói. "Đây không phải rất tốt sao, cái này phục sinh pháp khí là cùng ngươi khóa lại." nếu như tái trang một đầu con mắt của ngươi, mới hoàn mỹ. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng, nhưng là con mắt của ta lại không cái gì đặc thù công hiệu, có thể thay thế hỏa phượng hoàng chi nhãn. Phải có tự tin, ngươi nói thế nào cũng là tu luyện trình lâm tự lành pháp, hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút dùng. Bạch tiền bối phân thân an ủi. Sứt lời, hắn đem, dục hỏa trọng sinh, pháp khí lật lên, đem tống thư hàng con mắt lấy ra, chứa vào đến mặt dây chuyển khác một bên. Bên trái là màu lam, Vân Tước Tử chi nhãn, bên phải là màu đen, Bá Tống chi nhãn. Rất hoàn mỹ, ta đến kích hoạt hắn thử một chút. Bạch Tiền bối hướng pháp khí bên trong đưa vào, huyền năng, đồng thời trong miệng niệm tụng Hỏa Phượng Hoàng Phục Sinh chân ngôn. Chân ngôn lực lượng rót vào mặt dây chuyền bên trong. Cái này phục sinh mặt dây chuyền vậy mà thật sự bị kích hoạt, chung quanh cái kia một vòng phục sinh chân ngôn từng chữ từng chữ sáng tỏ lên. Bên trái, Vân Tước Tử chi nhãn bên trên có sinh cơ không ngừng tuôn ra. Bên phải bá tống chi nhãn bên trong, vậy mà hiện lên một đầu phượng hoàng hư ảnh. Cửu tu phượng hoàng đao, tống thư hàng nhìn thấy cái này phượng hoàng hư ảnh lúc, lập tức minh ngộ tới. Nhưng là, hắn không có trở thành bát tu, a à, trở thành bát tu chính là thông nương. Vì cái gì trong ánh mắt của hắn hội hiện ra cửu tu phượng hoàng đao hư ảnh đến. Trường 1329, tương lai tu chân giới bất động sản ông trùm, Xong rồi, bạch tiền bối phân thân nắm lên mặt dây chuyền, trên đó một vòng, phục sinh chân ngôn, lúc ẩn lúc hiện. Tại dục hỏa trọng sinh chế tạo xong trong nháy mắt, Tống Thư Hàng liền cảm giác mình cùng kiện pháp khí này ở giữa nhiều hơn một loại tối tăm ở giữa liên hệ. Cái này dục hỏa trọng sinh đẳng cấp so với trước đó dùng hết, mệnh phù cao hơn dai một số. Trước đó, mệnh phù, tại ngũ phẩm cảnh giới sau liền sẽ mất đi hiệu lực, mà cái này, dục hỏa trọng sinh, chỉ ít có thể chống đến thất phẩm tôn giả cảnh giới. Tiếp xuống một bước cuối cùng, bạch tiền bối phân thân đem, dục hỏa trọng sinh, nhét vào một cái kim trúc trong bình, đối tai nạn cự quy ném đi. Tai nạn cự quy chờ chính là giờ khắc này, hắn cổ tìm tòi, há mồm linh xảo đem cái này dục hỏa trọng sinh pháp khí nuốt vào trong bụng. Vân tước tử chi nhãn thu về thành công, nhiệm vụ hoàn thành. Tai nạn cự quy chậm rãi đứng dậy, mai rùa thượng tất cả phù văn sáng lên. Hắn đây là muốn rời đi thiên đạo phòng tối. Tô Thị A Thập Lục nói, bạch tiền bối, chúng ta muốn đuổi theo sao? Hưng, các người bắt gấp lưu tinh kiếm. Bạch tiền bối phân thân nói, chúng ta cái này muốn đi rồi, chúng ta không phải còn muốn đảo bảo sao? Vũ Nhu Tử nói, nàng nhìn qua cái kia, hình khuyên rắn không gian, bức tường ngăn cản chỗ thủng bên trong chảy ra vật chất. Bạch tiền bối trước đó nói qua, cái này chỗ thủng bên trong hội chảy ra đáng tiền bảo vật hiện tại liền đi có chút không cam tâm a tô thị a thập lục rời đi trước quan trọng bỏ qua tai nạn cự quy mở đường nói không chừng chúng ta thật sự muốn bị khốn một vạn năm tống thư hàng bưng bít lấy mắt trái của chính mình đồng ý nói mặc dù không có đảo được bảo bối khá là đáng tiếc bất quá bảo vật thành khả quý tự do giá cao hơn nha ầm uhm, tai nạn cự quy thân hình phồng lớn lên một vòng dùng sức hướng phía hư không va chạm. Sau đó, thân hình của nó biến trong suốt, bắt đầu thoát ly thiên đạo phòng tối thế giới. Không có không gian thông đạo xuất hiện. Cái này cực quy, sẽ không cũng là thiên đạo tạo vật đi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. a à, không có không gian kẽ nứt xuất hiện. Chẳng lẽ, cái này tai nạn cự quy bản thân liền có được xuyên thẳng qua thiên đạo phòng tối quyền hạn. Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói vậy chúng ta có thể đi theo rời đi sao? Tô Thị A thập lục hỏi. Chúng ta cũng không đủ, quyền hạn, không cách nào lợi dụng cự quy phương thức rời đi, phòng tối. Trừ phi, chúng ta tiến vào cự quy bụng, bạch tiền bối phân thân nói. Cự quy co lại co lại xoay đầu lại, nhìn tống thư hàng bốn người một chút. Lần này, trong ánh mắt của nó bộc lộ rất nhân tính hóa biểu lộ trêu tức tiếu dung. Một chương rùa trên mặt bầy ra sinh động như thật trêu tức khuôn mặt tươi cười, thật sự là làm khó nó ta cảm giác hắn tại thực lực trào phúng chúng ta. Tống Thư Hàng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Tô Thị A Thập Lục nói, cử quy đây là đang thực lực trào phúng. Hắn hẳn là rất đắc ý sao? Vũ Nhu Tử nói, quy đạo hiếu, tại ngươi biến mất trước, ta có hai chuyện muốn cùng ngươi nói một câu. Lúc này, Bạch Tiền bối phân thân dựng thẳng lên một ngón tay, đối cử quy nói, thứ nhất, cắn nát ta tiên thuyền, ngươi còn không có bồi thường. Cử quy trên khóe miệng trận, lộ ra đắc ý cười. Hiển nhiên, hắn là không định bồi thường. Bạch tiền bối phân thân dựng thẳng lên thứ hai ngón tay, thứ hai, nhắc nhở ngươi một sự kiện, người xa lạ uy ngươi ăn đồ vật, tại không xác định an toàn điều kiện tiên quyết, tuyệt đối đừng đi ăn. Tai nạn cự quy tiếu rung cứng đờ. Hắn cảm giác mình trong bụng có chút không đúng, có chút phiên giang đảo hải cảm giác. Sau một khắc, tai nạn cự quy miệng mở ra, một nói khói đen từ trong miệng phun ra, hắn trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Bạch tiền bối, người cho hắn ăn ăn, dục hỏa trọng sinh, pháp khí nổ. Tống thư hàng hỏi. Bạch tiền bối phân thân nói, pháp khí không có vấn đề, ta là nghiêm túc tại luyện chế phục sinh pháp khí. Có vấn đề là trang pháp khí cái kia, chai kim loại. Hắc, đem hắn âu yếm tiên thuyền làm hỏng, còn muốn đi thẳng một mạch. Cử quy thống khổ rằng co, cái kia, chai kim loại, theo nó trong cơ thể bắt đầu phá hư thân hình của nó trong hư không cuồn cuộn lấy. Đồng thời, thân hình của nó càng ngày càng trong suốt. Ô cửa quy hung giữ nhìn chằm chằm bạch tiền bối phân thân, đột nhiên dùng sức hướng phía đám người cắn tới. Bạch tiền bối đã sớm chuẩn bị, lưu tinh kiếm hóa thành kiếm quang, thi triển kiếm độn tránh né cử quy miệng. Cử quy một kích cuối cùng thất bại, thân hình không cam lòng biến mất. Bạch tiền bối, người cái kia, trai kim loại, là cái gì? Có thể xử lý cử quy. Tống Thư Hàng hỏi, cái kia chai kim loại phân hai tầng, nội bộ tầng một là bảo vệ, dục hỏa trọng sinh, pháp khí. Tầng thứ hai là ta từng tại, vạn tinh giới, đào bảo lúc, đào được một loại dịch thể kim trúc khoáng. Ta cũng không biết loại này dịch thể kim trúc khoáng đến cùng là cái gì kim trúc. Ta thử dùng hắn luyện chế pháp khí, cuối cùng đều thất bại. Bọn chúng không cách nào cùng bất luận cái gì vật liệu dung hợp. Về sau ta phát hiện, nếu như đưa chúng nó bồi ở kim trúc chế phẩm, bên trên, hắn liền có thể tại kim trúc chế phẩm tầng ngoài hình thành tầng một bảo hộ xác. Ta đã từng muốn dùng hắn tại tiên trên thuyền bôi tầng một, chế tạo cái bảo hộ xác, nhưng đáng tiếc trong tay của ta, dịch thể kim trúc khoáng quá ít. Bạch tiền bối giải thích nói. Loại này dịch thể kim trúc khoáng bị tai nạn cửa quy nuốt vào phía sau vì sao lại để nó thống khổ không chịu nổi. Vũ Nhu Tử nghi hoặc hỏi. Đây là bởi vì dịch thể kim trúc khoáng một loại khác đặc tính. Chỉ cần hướng hắn bên trong rót vào năng lượng, đem hắn kích hoạt phía sau hắn sẽ chủ động ăn mòn hết thảy không phải, kim trúc chi vật, ăn mòn quá trình có thể tiếp tục thời gian rất lâu. Chỉ cần cự quy thể nội không hoàn toàn là từ kim trúc cấu thành, vậy liền sẽ bị dịch thể kim trúc khoáng ăn mòn. Đừng nhìn đây chẳng qua là một đoàn bình nhỏ lớn nhỏ chất lỏng kim trúc, hắn nếu là toàn lực bắt đầu ăn mòn, 10 cái hô hấp bên trong có thể đem một tòa phi kim loại núi nhỏ đều ăn mòn thành đất bằng. Bạch tiền bối phân thân tiếp tục nói, mặt khác, tại chai kim loại tầng bên trong bên trên, ta lặng lẽ đắp lên bản thân, thánh ấn. Chờ chúng ta từ, thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, ta còn có thể thuận, thánh ấn, vì tọa độ, đi tìm cái này tai nạn cự quy. Tống Thư Hàng nghe vậy, xoa cầm suy tư đang nghe, thể lòng mỏ kim loại, thời điểm. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cửu u cái kia đại lão, thể lỏng quả cầu kim loại. Bất quá bạch tiền bối đào được chỉ là mỏ, phải cùng cửu u đại lão không có gì quan hệ a à. Tô Thị A Thập Lục nói, Bạch Tiền Bối, tai nạn cự quy rời đi thiên đạo phòng tối phương thức không thích hợp chúng ta, vậy chúng ta muốn làm sao rời đi? Cái kia bức tường ngăn cản chỗ thủng. Tống Thư Hàng ánh mắt sáng lên nói, cái kia bức tường ngăn cản bị tai nạn cự quy cắn một cái, lưu lại chỗ thủng. Chờ bên trong vật chất toàn bộ chảy ra phía sau chúng ta có thể tiến vào cái kia chỗ thủng nhìn xem, nói không chừng có thể rời đi thiên đạo phòng tối. Nếu như cái kia, chỗ thủng, bên trong, sẽ không che đầy hạch tâm thế giới, vậy hắn liền có thể lấy hạch tâm thế giới làm ván nhảy, tiến vào tà liên thế giới, lại tiến vào cửu u, quay trở lại lần nữa hiện thế. Cho nên, chúng ta đào bảo đi, Vũ Nhu Tử nói. Lưu tinh kiếm hóa thành độn quang, mấy cái lấp lóe liền về tới bức tường ngăn cản chỗ thủng chỗ. Chỗ thủng bên trong còn tại liên tục không ngừng chảy ra các loại vật chất. Ngay từ đầu thiên thạch, độc thủy chờ tạp vật đã chảy xuôi hoàn tất hiện tại từ chỗ thủng bên trong chảy ra chính là mảng lớn cát vàng. Trói mắt hoàng kim hạt tròn như là thác nước từ chỗ thủng xa suốt ra. Vàng tống thư hàng nói, hừm là hoàng kim giá trị không lớn, không có gì dùng. Bạch tiền bối nói, tống thư hàng nghĩ nghĩ, ta có thể thu một chút sao? Làm gì dùng? Bạch tiền bối hỏi. Tống thư hàng, ta hạch tâm thế giới quá đơn điệu, theo hạch tâm thế giới khuếch trương tăng, mảng lớn hoang vu chi địa sẽ xuất hiện nếu như có thể mà nói, ta nghĩ làm điểm cát vàng đến hạch tâm thế giới khi trang trí. Nếu như tương lai muốn tại hạch tâm thế giới kiến tạo kiến trúc, cát vàng cũng có thể dùng để tô điểm. Có đạo lý, ta thay người thu một số. Bạch tiền bối lấy ra một đầu túi càn khôn, vẫy tay. Một cỗ cát vàng bị hấp xả tới, toàn bộ rơi vào đến trong túi càn khôn. Cái này túi càn khôn không gian rất lớn, tống thư hàng chỉ thấy cát vàng liên tục không ngừng bị chứa vào, lắp mười mấy phút đều không đổ đầy. Tống tiền bối, người hạch tâm thế giới về sau đóng nhà lời nói, bán không? Vũ Nhu Tử đột nhiên hỏi. Tống Thư Hàng sướng sờ, hắn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Nếu như tống tiền bối người có bán nhà cửa dự định, đến lúc đó nhớ kỹ bán ta một bộ. Vũ Nhu Tử chân thành nói. Tô Thị A thập lục nâng lên con ngươi, ta cũng phải. Bạch tiền bối phân thân nghĩ nghĩ, cảm giác rất có ý tứ, ha ha, thư hàng nếu như ngươi tương lai thật muốn bán, cũng cho ta lưu một bộ. Ân, người chỉ cần bán miếng đất ra cho ta là được, phòng ở ta có thể bản thân đóng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Trong đầu hắn hiện lên mấy cái hình ảnh. Tiền đặt cọc 10 vạn lên, tinh phẩm phòng mang về nhà. 50 trừ 150 bình toàn hệ hộ hình, dựa vào hồ phong cảnh phòng. Vip đường dây riêng, 010. Cảnh khu cấp bậc cao thự, 10 linh thạch, một bình phương. Còn đang vì tại hiện thế mua không được phòng mà phiền não sao? còn đang vì 60 năm bất động sản quyền hạn mà đau đầu sao. Mau mau truyền bá đánh đường dây nóng 0577X, cấp bậc cao thự, bàng núi bàng thủy, giá cả lợi ích thực tế, người định cư lựa chọn tốt nhất. Sau đó tống thư hàng bản thân ngậm si gà, leo lên tu sĩ nhật báo trang bìa. Tu chân giới bất động sản ông trùm bá tống huyền thánh, dựa vào bán hạch tâm thế giới bất động sản lập nghiệp, giá trị bản thân quá trăm triệu. Che mặt, Tương lai nếu như hắn thật sự nghèo đến ăn không nổi cơm, nói không chừng thật sự có thể cân nhắc đi, bất động sản ông chùm con đường. Không được, nghĩ tới đây hình ảnh cũng cảm giác tốt băng. Tốt, tràn đầy một túi càn khôn cắt vàng, cất kỹ. Bạch tiền bối đem túi càn khôn giao cho Tống Thư Hàng. Tạ ơn Bạch tiền bối, Tống Thư Hàng nói. Tại Bạch tiền bối tiếp xong, cát vàng, không lâu sau, chỗ thủng bên trong hoàng kim thác nước cũng ngừng lại. Sau một khắc, có đại lượng cự hình khối kim khí từ đó phun ra. Bảo vật, Vũ Nhu tử nhãn tình sáng lên. Hắn nhìn thấy những này cỡ lớn khối kim khí thượng ghi khắc lấy cường lực phù văn, dường như bảo bối. Đây cũng là cự hình chiến tranh pháp khí mảnh vỡ. Vỡ thành bộ dạng này, đã không có nhiều giá trị. Bạch Tiền Bối nói, những pháp khí này mảnh vỡ chất liệu như thế nào, có thể chế tạo lần nữa lợi dụng sao? Tống thư hàng hỏi. Bạch Tiền Bối nhẹ gật đầu, có thể bất quá những tài liệu này tương đối phổ biến, không thế nào quý giá. chúng ta bây giờ trên người không gian pháp khí không gian có hạt, không cần trang những này rác rưởi. rác rưởi, vũ nhu tử đưa tay tiếp được một khối từ bên người nàng đánh qua mảnh vỡ. nàng gõ gõ mảnh vỡ chất liệu. bạch tiền bối, đây là quỷ hoàng thiết A, thất phẩm vật liệu luyện khí. vũ nhu tử hỏi, quỷ hoàng thiết là chế tạo thất phẩm pháp khí trọng yếu vật liệu nàng nhớ kỹ cha mình liền đã từng dùng loại tài liệu này chế tạo qua pháp khí. Hưng, trong tay người khối này là quỷ hoàng thiết, bất quá tăng thêm một số tài liệu khác, muốn tách rời khá là phiền toái. Ném đi đi, là rác rưởi bạch tiền bối nói. Vũ Nhu tử nhẹ gật đầu, tiện tay đem mảnh vụn này ném xuống. Tống thư hàng, tô thị A thập lục. Không biết có phải hay không ảo giác, có như vậy trong nháy mắt, bạch tiền bối cùng Vũ Nhu tử tiết tấu ngoài ý muốn hợp phách mảnh vỡ phun trào thời gian không dài khi phun trào đến cuối cùng lúc bạch tiền bối đột nhiên nhãn tình sáng lên hắn đưa tay trong hư không khẽ kéo một đầu cây cột kích cỡ tương đương mảnh vỡ bị dẫn dắt tới cây cột là bằng đá trên đó bao vây lấy tầng một da thú đây là da rắn tiếp tiên cấp rắn tiên lột ra da, da rắn bạch tiền bối qua cây cột dùng sức một lột liền đem da rắn lột xuống tới thư hàng vừa vặn ngươi tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong có thể dùng tới da rắn khối này da rắn rất lớn đầy đủ ngươi luyện chế hai bộ bạch tiền bối nói đem da rắn ném về tống thư hàng tống thư hàng vội vàng tiếp được da rắn bạch tiền bối cử phẩm rắn tiên da rắn có thể hay không quá cái kia rồi ta cảm giác tìm bát phẩm huyền thánh cấp da rắn là được rồi cử phẩm cũng có chút lãng phí khối này da rắn hiện tại cũng chỉ có bát phẩm huyền thánh cấp cường độ hắn bị lưu tại phòng tối trong không gian quá lâu quá lâu, chất liệu đẳng cấp giảm xuống. Cho người luyện khí vừa vặn, thu đi, bạch tiền bối nói. Tiếp đó, bạch tiền bối lại nhìn phía trong xà ra diện cột gỗ. Quả nhiên ta không nhìn lầm, chân chính bảo bối là thứ này thần long mộc. Giao phách đạo hữu nếu như nhìn thấy căn này đầu gỗ, nhất định phải xông lại ôm liếm. Bạch tiền bối cười nói. Thần long mộc, có thể tịnh hóa, tăng lên, long hệ, yêu tu huyết mạch trong cơ thể chỉ cần mỗi ngày ôm liếm một cái mang theo ở trên người liền có thể lâu dài chiết xuất long hệ huyết mạch độ tinh khiết bạch tiền bối nghĩ nghĩ phía sau lấy tay làm đao tại thần long mộc thượng dùng sức hết thảy thần long mộc chia ra làm ba người gặp có phần thư hàng đã có ra rắn thần long mộc ba người chúng ta chia đều bạch tiền bối đưa một phần cho tô thị a thập lục cùng vũ nhu tử tạ ơn bạch tiền bối tô thị a thập lục cùng vũ nhu tử không có cực tuyệt cùng bạch tiền bối đi ra ngoài tìm bảo đều có thể người gặp có phần phân đến bảo vật bất quá một khi thu hồi bảo vật liền muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt nguy cơ tổng là cùng tài phú đặt song song điểm ấy là cửu châu nhất hào quần bên trong người người đều biết sự tình a thập lục cùng vũ nhu tử thu hồi thần long mộc phía sau hai người liền giữ vững tinh thần cẩn thận phòng ngự đặc biệt là trước mắt cái này bức tường ngăn cản chỗ thủng nơi này là dễ dàng nhất xuất hiện nguy cơ, địa phương, nói không chừng nơi này liền sẽ có nguy hiểm đồ vật phun ra tới. Tống thư hàng thu hồi từ, cửu phẩm, hàng dai đến, bát phẩm, rắn tiên lột xác, hít sâu một hơi. Cửu phẩm cấp vật liệu đều tới tay, đây mới thực là phát đại tài. Phát đại tài về sau, nguy cơ liền muốn tới. Cùng A thập lục, vũ nhu tử nghĩ đồng dạng, tống thư hàng đồng dạng tiếp cận cái kia, chỗ thủng chỗ. Nếu như nói nguy cơ muốn tới, Lớn nhất khả năng chính là từ nơi này chỗ thủng bên trong đi ra. Chỉ cần cẩn thận một chút, nguy cơ có thể né qua. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, hắn cảm giác mình phần eo siết chặt. Hắn cúi đầu xuống, phát hiện có một đầu thật dài đầu lưới cuốn tại ngang hông của hắn. Đầu kia đầu lưới một lần phát lực, đem Tống Thư Hàng từ lưu tinh kiếm thượng kéo quá khứ. Là cái kia tai nạn cự quy, đi mà quay lại. Trường 1330 Hôm nay ta có phải hay không rời giường tư thế có chút không đúng? Cái này ra hỏa đầu lưỡi liền cùng ếch xanh đồng dạng, vừa dài lại linh hoạt. Dài như vậy đầu lưỡi, đơn giản ném rùa tôn nghiêm. Lúc này, căn này đầu lưỡi bắn ra đến, đầu lưỡi biến tinh tế như dây thừng, quấn lấy tống thư hàng. À tống thư hàng bị kéo đi rồi, không được, eo của ta. Muốn bị cắt đứt, cử quy trên đầu lưỡi cường độ rất đủ, vòng quanh tống thư hàng phần eo lúc, cơ hồ muốn đem eo của hắn cho cắt đứt siết làm cho người không thể thở nổi. Tai nạn cử quy xuất hiện rất đột ngột, trên người nó không còn một tia chỗ hơi thở. Đồng thời cử quy xuyên qua không gian phương thức cũng rất quỷ dị, không có không gian thông đạo ba động. Trước đó hắn xuất hiện cắn một cái nát bạch tiền bối tiên thuyền lúc, bạch tiền bối phân thân cũng là tại tiên thuyền sắp bị cắn nát trước trong nháy mắt, mới phát giác được dị trạng. Lần này cũng là như thế, Tống Thư hàng bị cuốn đi trong nháy mắt, bạch tiền bối tại mới cảm ứng được tai nạn cử quy. Tai nạn cửa quy không chỉ có đầu lưỡi trường giống ếch xanh, đầu lưỡi co giãn đồng dạng không kém tại con ếch đoạn. Quấn lấy tống thư hàng phía sau đầu lưỡi như thiểm điện rút về. Cái này ra hỏa trả thù lòng tham mạnh nha." Bạch Tiền Bối lên tiếng nói. Đang khi nói chuyện, Bạch Tiền Bối thân ảnh biến trong suốt, tan biến tại nguyên địa. Không phải không gian năng lực, mà là giống trước đó tai nạn cửa quy rời đi, thiên đạo phòng tối, lúc trạng thái đồng dạng, Bạch Tiền Bối thân hình hòa vào tòa này thiên đạo phòng tối biến trong suốt sau đó bạch tiền bối đột nhiên tại tai nạn cử quy hàm dưới xuất hiện xuất quỷ nhập thần không có một tia khí tức đồng dạng tai nạn cử quy cũng không có cảm ứng được bạch tiền bối bạch tiền bối trong tay công nước đại thụ lần nữa hiển hiện hắn vung công nước đại thụ đối cử quy hàm dưới hung hăng quét tới phanh cử quy đầu lưới còn chưa kịp tới đem tống thư hàng thu hồi cái cằm liền bị trọng kích miệng lớn cưỡng ép đóng cửa. Tống Thư Hàng bị dán tại giữa không trung. Lúc này, công đức xà mỹ nhân từ Tống Thư Hàng thân thể hiển hiện, nàng há miệng tế ra, xích tiêu kiếm, chạm tại cửa quy rắn nhọn. Xích tiêu kiếm rút đao ý tung hoành, bạo phát có thể so với mặt trời nhiệt độ. Tai nạn cửa quy đầu lưỡi thụ nóng, băng thẳng tắp. Tống Thư Hàng thừa cơ thoát khốn, chân đạp hắc liên ổn định thân hình. Công đức xà mỹ nhân thủ hộ tại bên cạnh hắn, thần sắc ngưng trọng nhìn qua cự quy. Cùng một thời gian, tạo hóa tiên tử cùng nhau hiện thân. Bởi vì công đức xà mỹ nhân chiếm cứ tống thư hàng phía sau phía trên vị trí, trôi nổi tại tống thư hàng sau lưng. Tạo hóa tiên tử không có vị trí, bị đẩy ra tống thư hàng phía dưới. Tạo hóa tiên tử xuất hiện lúc, hai tay ôm tống thư hàng eo, kiếm ra đầu nhìn về phía xa xa tai nạn cự quy, sâu lớn lớn. Tạo hóa tiên tử không cần siết eo của ta, muốn gãy mất. Tống Thư Hàng nói, tai nạn cử quy đánh lén thất bại, lui ra phía sau một bước, há mồm thu hồi đầu lưỡi của mình. Sau đó, hắn tiếp cận bạch tiền bối. Ngươi là ai, tại sao lại ta thiên phú, tiến hành siêu thời không dạo bước. Cử quy lên tiếng, cái này ra hỏa trước đó quả nhiên là đang giả ngu. Nguyên lai là thiên phú, không phải pháp thuật, khó trách ta mô phỏng có chút quái dị, tiến hành, siêu thời không dạo bước, lúc nhận rất lớn hạn chế bạch tiền bối phân thân khiêng công đức đại thụ. Mô phỏng, tai nạn cự quy thanh âm không tự chủ được tăng lên hai cái cấp bậc. Hưng, người đang thi triển, thiên phú siêu thời không dạo bước, thời điểm, ta cẩn thận quan sát qua một lần phía sau ước chừng liền có thể lý giải pháp thuật nguyên lý. Sau đó lại trong đầu tiến hành phân tích, rất dễ dàng liền có thể mô phỏng ra tương tự hiệu quả tới. Trong cơ thể của ngươi hẳn là có cái gì đặc thù khí quan cấu tạo, ta còn không hiểu rất rõ, cho nên mô phỏng thi triển, thiên phú siêu thời không dạo bước, nhận rất lớn hạn chế, chỉ ít còn không cách nào đột phá, phòng tối, phong tỏa. Bạch tiền bối bình tĩnh nói. Làm sao có thể, người chừng nào thì gặp qua ta thi triển loại thiên phú này. Tai nạn cự quy trầm giọng nói. Tống thư hàng lơ lửng ở giữa không chung, nói trước ngươi rời đi thời điểm, không phải thi triển loại này trong suốt hóa, rời đi phòng tối thủ đoạn sao. Ta rời đi, không, ta cũng không hề rời đi, ta vừa mới đến nơi đây, tai nạn cự quy nói, dứt lời hắn lại nói, ta hiểu được, xem ra trước đó có ta tộc nhân trước một bước đến. Nhưng là, đã đồng bạn của ta đã rời đi, vì cái gì hắn không có đem nhận, bất hủ khí tức, ảnh hưởng vật thể mang đi. Cái này tai nạn cự quy không phải trước đó cái kia. Tai nạn cự quy không phải một đầu, mà là một cái tộc đàn. Người đang nói vân tức tử tiên tử con mắt sao, đã bị mang đi, người đến chậm, tống thư hàng hất đầu, thật dài mái tóc dài màu xanh lam theo gió phất phới. Con mắt, tai nạn cự quy nhìn chằm chằm tống thư hàng, nhận, bất hủ khí tức, ảnh hưởng vật thể, là ngươi. Ta muốn dẫn đi cũng là ngươi, cùng con mắt có quan hệ gì? a à, tống thư hàng một mặt mộng bức. Ta hiểu được, bạch tiền bối truyền âm nhập mật, nói thư hàng trước ngươi sử dụng, vân tước tử chi nhãn cũng đem hắn kích hoạt. Tại kích hoạt quá trình bên trong, thân thể của ngươi cũng nhận cảm nhiễm mặc dù người đem tròng mắt móc đi ra, nhưng người thân thể vẫn là nhận lấy cảm nhiễm. cái này phiền toái, liền tống thư hàng bản thể cũng đã trở thành tai nạn cự quy nhóm thu về đối tượng, mà lại tai nạn cự quy không chỉ một đầu. coi như đem trước mắt cái này tai nạn cự quy đánh lui, nhưng vẫn là sẽ có cái khác tai nạn cự quy dọc theo, vân tức tử khí tức tìm kiếm qua đến thu về tống thư hàng. đây quả thực là tai nạn. so nhím biển chiến sĩ nguyền rủa còn còn đáng sợ hơn đợi chút nữa, ta phát sinh biến dị địa phương chỉ có trên đầu lông tóc. Tóc, lông mày cùng lông mi, nói không chừng chúng ta có biện pháp giải quyết, Tống Thư Hàng nói. Tai nạn cự quy cẩn thận nhìn Tống Thư Hàng một chút, gật đầu nói, người nói đúng, khi tức cảm nhiễm nồng nặc nhất địa phương ngay tại ngươi đầu lông tóc. Ta muốn lấy đi cũng chỉ có bọn chúng. Cái này dễ thôi, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng thở ra. Đầu này tóc dài màu lam hắn vốn là chuẩn bị cắt mất, hắn cũng không muốn giữ lại như thế trói mắt tóc xanh. Đồng thời, hắn người mang, tăng phát thuật, cạo đi tóc vài phút liền có thể mọc trở lại. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng đưa tay bắt lấy giày đặc như áo choàng mái tóc dài màu xanh lam, chuẩn bị đem hắn cạo đi. Nhưng ở cạo tóc trong nháy mắt, tay của hắn lại đốn dừng lại. Luôn cảm giác có chút không thoải mái. Tóc của mình, không công giao cho cửa quy luôn cảm giác có chút không cam tâm. Trong mắt là, vân tước tử tiên tử, lưu lại bị tai nạn cự quy thu về cũng không thể nói gì hơn tóc thế nhưng là bản thân mọc ra không những này đều không phải là trọng điểm tống thư hàng thẩm tra nội tâm của mình phát hiện mình trong lòng không cam lòng đầu nguồn cũng không phải là nơi này mặc dù hắn vốn là muốn cạo tóc nhưng bây giờ bị cạo đầu không phải hắn tự nguyện có loại bị tai nạn cự quy bức hiếp cảm giác nếu như ta có đánh ngã tai nạn cự quy thực lực mái tóc dài màu xanh lam này ra nguyện ý lưu bao dài liền lưu bao dài, muốn buộc đuôi ngựa liền buộc đuôi ngựa, muốn trói bím tóc liền trói bím tóc, muốn tản ra liền tản ra, muốn giết ngựa đặc biệt liền smart, ngàn vàng khó mua ta nguyện ý. Trung quy đến cùng, vẫn là thực lực vấn đề. Tống thư hàng thở dài, lý trí điểm, hắn nhưng là làm mấy trăm năm hành tây, một mình trên đỉnh núi tiếp nhận phơi gió phơi nắng nam nhân. Cắt mất tóc có thể tiêu trừ tương lai vô số tai nạn cửa quy, tới cửa đưa quan tâm phiền phức, khi bỏ thì bỏ. Lại nói, cắt cái tóc đều có thể muốn nhiều như vậy, hôm nay ta có phải hay không rời giường tư thế có chút không đúng. Biến đa sầu đa cảm rồi, lại hoặc là phụ thân đậu đậu sau, nói nhiều thuộc tính còn không có hoàn toàn biến mất. Tống thư hàng lắc đầu, lần nữa đưa tay cắt vào bản thân mái tóc dài màu xanh lam. Sau lưng Công đức xà mỹ nhân cảm ứng được tống thư hàng cảm xúc, trong tay xích tiêu kiếm chậm rãi nâng lên, ánh mắt khóa chặt tai nạn cự quy. Đợi chút nữa, lúc này, bạch tiền bối huy động công đức đại thụ, nói tóc là thư hàng chính người mọc ra, dựa vào cái gì muốn không công giao cho cái này ra hỏa. Anh 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 đối tạo hóa tiên tử hát nói. Tai nạn cự quy trả lời, sứ mệnh của ta chính là đem nhận, bất hủ khí thức ảnh hưởng, chi vật mang đi, mà lại ta hiện tại muốn chỉ là tóc tóc cũng là nhà chúng ta tống tiền bối bản thân trường dựa vào cái gì muốn không công cho ngươi nếu như cảm nhiễm không phải tóc mà là đầu có phải hay không đầu cũng phải không công tặng cho ngươi cái gì cường đạo logic sau lưng vũ nhu tử lớn tiếng kêu lên tô thị a thập lục không có lên tiếng trong tay nàng đoản đao ra khỏi vỏ hít sâu một hơi tại đáy mắt của nàng có hào quang màu vàng óng như ẩn như hiện nàng đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm tai nạn cực quy Tai nạn cử quy bắt đầu trầm mặc, một lát sau, hắn trầm giọng nói, ta nhất định phải mang đi tóc của hắn. Vậy liền đem đồ vật tới đổi, công bằng giao dịch là chư thiên vạn giới được hoan nghênh nhất chân lý. Bạch Tiền bối một tay nắm lấy to lớn công đức chi thụ, nhắm ngay tai nạn cử quy, nếu như người mạnh hơn đoạt, liền đến đánh đi. Tai nạn cử quy thể nội đến cùng có cái gì đặc thù khí quan cấu tạo, để chúng nó tại tiến hành, siêu thời không dạo bước lúc, thậm chí có thể không nhìn thiên đạo phòng tối. Bạch Tiền Bối rất ngạc nhiên. Hắn muốn hủy đi một đầu tai nạn cự quy nghiên cứu một chút. Tai nạn cự quy sức chiến đấu không biết, bọn chúng căn bản không có cảnh giới, phân chia. Nói không chừng bọn chúng có thể bộc phát ra cửu phẩm thậm chí lực chiến đấu mạnh hơn. Nhưng cái này đều không thể ngăn cản Bạch Tiền Bối muốn nghiên cứu một chút tai nạn cự quy, thể nội cấu tạo suy nghĩ. Xử lý hắn, giải phẫu chia tách hắn, nghiên cứu trong cơ thể nó đặc thù cấu tạo nói không chừng bản thân liền có thể dựa theo nguyên lý mô phỏng ra hoàn chỉnh, siêu thời không dạo bước tới. Bạch tiền bối con mắt biến sáng lên. Đã lâu ham học hỏi dục vọng, đã lâu muốn làm một vố lớn xúc động. Bạch tiền bối buông ra đối tượng thân áp chế. Giờ khắc này, sau lưng tống thư hàng, tô thị A thập lục, vũ nhu tử phát hiện bạch tiền bối trên người mị lực bắt đầu khuếch tán. Biến không cách nào coi nhẹ. Ba người ánh mắt không tự chủ được sẽ bị hấp dẫn rơi trên người bạch tiền bối. Bởi vì là, phân thân, trạng thái, mị lực giá trị sẽ không đạt tới bản thể loại kia, thiên địa hắc bạch, duy bạch tiền bối là màu sắc rực rỡ, trình độ. Nhưng là, khi phân thân buông ra đối tự thân sau khi áp chế, mị lực giá trị đồng dạng tiêu thăng đến trình độ khủng bố. liền ngay cả tai nạn cử quy ánh mắt, cũng không khỏi tự chủ bị hấp dẫn. Công bằng giao dịch hoặc là đại chiến một trận, phụng bồi tới cùng. Bạch tiền bối phân thân chậm rãi nói. Đừng sợ, đến đổi. đối xong, để cho ta nghiên cứu một chút ngươi. Tai nạn cự quy phát hiện mình vậy mà có được, độc tâm thuật, năng lực giống nhau, hắn đọc hiểu đối diện vị này xinh đẹp không tưởng nổi nhân loại trong lòng suy nghĩ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 100.